Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 163. Càn Khôn Nhị Lão, Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử, theo sát ở Thanh Thị Trúc Long phía sau, cũng là như sao rơi đi về trước bay đi. Từng đạo lôi kiếp điện quang, từ trên trời hạ xuống, hung hăng rơi vào trên đỉnh núi. Tiểu Hoàng cả người đắm chìm trong lôi quang bên trong, trong mắt mang thống khổ, nói. Chủ nhân, ta muốn lột xác. Ta cần nửa tiếng thời gian, không nên để cho người quấy rầy ta. Vô tận lôi quang, xen lẫn thành một cái quen thuộc trứng khổng lồ đem Tiểu Hoàng thân thể hoàn toàn bọc đi vào. Trứng khổng lồ bên trên, vô số sấm sét nổ tung, hiện ra vô cùng kinh khủng thiên uy. Hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, Tiểu Hoàng không chỉ là thương thế hết bệnh, gân cốt huyết mạch lực lượng, cũng là lớn lớn tăng lên. Giờ phút này, hắn tránh sự ở lột xác giây phút. Nếu như có thể lột xác thành công, hắn thực lực, nhất định có thể điên cuồng tăng vọt, chiếu sáng vạn cổ. Nửa tiếng. Chỉ cần cho hắn nửa tiếng thời gian, hắn là được đại công cáo thành. Diệp Thần rút ra sát kiếm, ngưng thần đề phòng, hắn cảm thấy bầu trời phương xa, đang có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, gào thét đánh tới. Đại nhân, có người tới, là Đế Uyên Điện người. Lúc này, U Anh Quỷ Dữ chạy lên núi, hướng Diệp Thần bẩm báo. Đế Uyên Điện người. Diệp Thần ngẩn người, nâng kiếm xuống núi, nhưng gặp một cái người trung niên tay cầm pháp dụ, đứng ở dưới chân núi, chính là Đế Uyên Điện chấp sự, Tư Không Liệt. Ở Đan Tôn trong đại hội, Diệp Thần vậy gặp qua hắn. Tư Không đại nhân, có chuyện gì không? Diệp Thần nhíu mày một cái. Diệp tiên sinh, người thuật luyện đan rất là cao minh, ta đã hướng điện chủ bẩm báo, hắn muốn nhận ngươi vào cửa, làm luyện đan đường trưởng lão, không biết ngươi ý như thế nào. Tư Không Liệt mặt đầy mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ. Nguyên lai ở Đan Tôn đại hội sau khi kết thúc, Tư Không Liệt thán phục Diệp Thần thuật luyện đan, có chiêu mộ ý, liền gửi một phong phi kiếm truyền tin, trở lại Đế Uyên Điện, hướng Đế Thích Thiên xin phép. Đế Thích Thiên lúc này rơi xuống pháp dụ, vậy nguyện ý mời chào. Đế Thích Thiên muốn mời chào ta. Diệp Thần không giấu vết cười, Đế Uyên Điện khẳng định không biết hắn thân phận chân thật, lại còn muốn mời chào hắn. Nếu như bị Đế Thích Thiên biết, hắn là luân hồi đứng đầu chuyển thế, sợ rằng sẽ lập tức chém chết, nơi nào còn sẽ phái người mời chào. Tư Không Liệt nói, đúng vậy. Diệp Thần lắc đầu nói, xin lỗi, ta một người lưu lạc thiên hạ thói quen, không thích bị người quản thúc, Tư Không đại nhân xin trở về đi. Tư Không Liệt ha ha cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh suy nghĩ một chút nữa, ngươi thụ địch rất nhiều, dưới mắt nguy hiểm trùng trùng, nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng chỉ cần ngươi bái nhập ta Đế Uyên Điện, Đế Thích Thiên đại nhân nhất định sẽ che chở ngươi, người bất kỳ cũng không dám tổn thương tính mạng ngươi. Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, đa tạ quý phái coi trọng, nhưng ta một giới nhàn vân giã hạc, thực không muốn hơn bị những ràng buộc. Tư Không Liệt thở dài một tiếng, nói, nếu như thế nào, vậy ta cũng không cưỡng cầu, phần này pháp dụ trục cuốn, hàm chứa Đế Thích Thiên đại nhân dấu vết, còn có ta hơi thở, nếu như Diệp tiên sinh thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên lạc ta. Tư Không Liệt cầm trong tay pháp dụ trục cuốn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng động một cái. Chỉ cảm thấy cái này trục cuốn phía trên, mang theo đặc biệt nồng nặc đế uy hơi thở, nếu như thả ra ngoài, có thể diễn hóa thành đế quang phi kiếm, chém địch giết người, vô cùng lợi hại. Đế Thích Thiên tu vi, quả nhiên sâu không lường được, đã đến nói sao làm vậy bước, tiện tay một đạo pháp dụ, đều có ngút trời oai. Diệp Thần trong lòng âm thầm ngưng trọng, lúc này nhận pháp dụ trục cuốn. Diệp tiên sinh, giang hồ gặp lại, cáo từ. Tư Không Liệt chắp tay. Xoay người rời đi. Cáo từ. Diệp Thần vậy chắp tay, chớp nhoáng tới giữa, bầu trời truyền tới một hồi tiếng xèo xèo vang, Tư Không Liệt mới vừa rời đi, thì có mấy đạo mạnh mẽ bóng người, hung hãn hạ xuống. Diệp Thần, người quả nhiên ở chỗ này. Một đạo như lôi đình tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ gặp một người mặc trường bào, hồng đeo trường kiếm, dài long sừng, cả người đế uy tách thả ra, yêu khí tràn ngập nam tử, từ bầu trời hạ xuống xuống. Thanh Thị Trúc Long. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, nam kia tử chính là Thanh Thị Trúc Long, hắn hơi thở, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời, trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Bất quá, thượng cổ và hiện tại tu võ chênh lệch to lớn, thời đại thượng cổ thiên thần cảnh 9 tầng trời có thể cũng có thể chống lại bây giờ thánh tổ cảnh.
ngươi lại có thể đột phá. Diệp Thần nhất thời lộ vẻ xúc động. Thiên thần cảnh 9 tầng trời, lại bị gọi là thần đế cảnh. Này cùng cảnh giới, có nghịch thiên đế uy, mênh mông vô địch, hắn không ngờ tới Thanh Thị Trúc Long lại có thể đột phá, tấn thăng một đời thần đế. Thần đế ánh sáng, chân thực quá mênh mông, từ Thanh Thị Trúc Long trên mình, Diệp Thần cảm thấy vô biên đại pháp lực, đơn giản là muốn trấn áp hết thảy, hàng phục hết thảy, tiêu diệt hết thảy, cường đại đến không cách nào ngăn trở bước. Diệp Thần, có Trúc Long đại nhân ở này, người ngoan ngoãn chịu chết đi. Một đạo già nua tiếng quát truyền ra, người nói chuyện là Đan Hoàng Dương Liệt. Hắn mang Dương Đằng, còn có Càn Khôn Nhị Lão, theo sát Thanh Thị Trúc Long, vậy hạ xuống. Ha ha, một đám phế vật, các ngươi không đấu lại ta, đi ngay mời Thanh Thị Trúc Long rời núi. Diệp Thần trong mắt run lên, nếu như chỉ là Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử và Càn Khôn Nhị Lão, hắn hoàn toàn không buông ở bên trong mắt, nhưng không nghĩ tới đối phương đặc biệt cẩn thận, lại có thể kêu Thanh Thị Trúc Long rời núi. Thanh Thị Trúc Long bước vào thần đế cảnh giới, pháp lực vô biên, hắn chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên tu vi, chân thực không dễ đối phó. Hừ! Thanh Thị Trúc Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn toàn trường, nhưng thấy được Diệp Thần bên người u oanh quỷ dú, nhất thời nhướng mày một cái, quỷ dú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? U oanh quỷ dú bị trấn áp tại Câu Trần Đại Đế mộ trong phủ, hắn nhưng là không nghĩ tới, nó lại có thể trốn thoát, còn đi theo Diệp Thần bên người. Sư đệ, ta trước kia làm ác quá nhiều, tội nghiệt sâu nặng, hôm nay đã bái nhập Diệp đại nhân cử xuống, nghe theo hắn dạy bảo, triệt để hối cải, hết sức sửa sai, hy vọng ngươi cũng không muốn u mê không tỉnh, nhanh lên một chút buông xuống đổ sát đao, quy theo Diệp đại nhân cho thỏa đáng. U oanh quỷ dữ một mặt trang nghiêm hình dáng, chậm rãi mở miệng. Ở thời đại thượng cổ, nó và Thanh Thị Trúc Long đều là cửu u hổ cử xuống đệ tử. Huyết mạch hắn tư chất xếp hạng thứ hai, so Thanh Thị Trúc Long cao hơn một nước, bàn về bối phận, hắn nhưng thật ra là Thanh Thị Trúc Long sư huynh. Quỷ dữ, ngươi tinh thần bị người khống chế. Thanh Thị Trúc Long vừa nghe đến hắn giọng, nhất thời mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, Diệp Thần, ngươi đối với sư huynh ta đã làm chút gì? Sư đệ, Diệp đại nhân không có tổn hại ta, ngươi không muốn u mê không tỉnh, Phật gia có nói, đời người có ba cấu, tham sân si là ta. Ngươi tham niệm quá nặng, sân niệm quá sâu, si niệm quá độc, vì sao không quỳ xuống quy theo, bái nhập Diệp đại nhân cử xuống, cọ rửa trước kia tội nghiệt. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, u oanh quỷ dữ liền vô cùng thành kính khuyên nhủ. Tên này, thật hoàn toàn quy thuận ta. Diệp Thần nhìn u oanh quỷ dữ thành kính hình dáng, cũng là khóc cười không được. Nguyên lai mấy ngày trước, hắn ở u oanh quỷ dữ đầu óc bên trong trồng kim quang phù ấn, hiện tại đã phát huy ra hiệu quả. Kim quang kia phù ấn, mang theo thiên long bát thần âm Phật ra sạch sẽ khí, ở Phật môn thiên uy bao phủ hạ, u oanh quỷ dữ đã dần dần mất đi mình ý thức, thành cái xác biết đi vậy, hoàn toàn quy theo thần phục, trở thành Diệp Thần trung thành nhất tín đồ. Coi như hiện tại, Diệp Thần rút lui đi kim quang phù ấn, u oanh quỷ dữ cũng sẽ không làm phản, bởi vì hắn đã hoàn toàn quy theo, trừ phi có người lấy nghịch thiên thần thông, cho hắn đòn cảnh tỉnh, nếu không hắn đời này, cũng không biết lại thanh tỉnh. Khốn kiếp, ngươi dám động sư huynh ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Thị Trúc Long vô cùng tức giận, ngang nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm hung hăng chém về phía Diệp Thần. Ông! Đế uy cuồn cuộn, kiếm quang nổ tung. Thanh Thị Trúc Long trên thân kiếm, bỗng nhiên toát ra ngập trời chiến lệ khí tức, vô tận ánh sáng cút trào, diễn hóa thành sát. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch, bảy chữ to, cuồng bạo tuyệt sát chập chờn gào thét ra. Tựa hồ muốn xẻ thịt đúng phiến thiên địa. 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên cương tuyệt mệnh phù. Diệp Thần con người co rúm một cái, chỉ cảm thấy kiếm khí khổng lồ uy áp tấn công tới. Ngày này cương tuyệt mệnh phù, là thất sát ma tông nghịch thiên thần thông, hấp thu thiên địa cương khí, diễn hóa thành giết. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch bảy cái tuyệt mệnh ký tự, có tuyệt diệt thiên địa oai, giết người như chém cỏ, quả thực là vô cùng lợi hại. Thanh Thị Trúc Long dưới cơn thịnh nộ, sử dụng ngút trời một kiếm, cao nhất thần đế uy nghiêm bùng nổ, muốn tuyệt diệt Sơn Hà, chém chết Diệp Thần. Ở vô cùng tuyệt diệt uy áp bao phủ hạ, Diệp Thần nhất thời khó thở, cả người khí cơ trệ chất. Trúc Long đại nhân quả nhiên nghịch thiên vô địch. Một kiếm này tuyệt diệt thiên uy, đơn giản là chấn động thước vạn cổ.
Diệp Thần người này hẳn phải chết. Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử, còn có Càn Khôn nhị lão, thấy Thanh Thị Trúc Long như thế bá đạo một kiếm, đều lộ ra khen ngợi kinh ngạc vui mừng thần sắc. Một kiếm này hung mãnh như vậy, dự đoán Diệp Thần cũng không thể ngăn cản, nhất định phải bị tại chỗ chém chết, bầm thây vạn đoạn. Diệp Thần cũng là vô cùng ngưng trọng, ngay tại lúc này, lại nghe bên cạnh U Oanh quỷ rú, chậm rãi mở miệng nói, đại nhân, công hắn cánh tay trái khúc ao huyệt. Khúc ao huyệt. Diệp Thần ngẩn người, mắt gặp kiếm quang giết tới, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, giơ cao sát kiếm, chỉ hướng Thanh Thị Trúc Long cánh tay trái khúc ao huyệt. Thanh Thị Trúc Long huyệt khiếu, bị Diệp Thần mũi kiếm chỉ, sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên bản ngập trời hơi thở, nhất thời xuất hiện rối loạn, mình mông vô địch kiếm uy, cũng có chấn động dấu hiệu. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lành tay lẹ mắt, khua kiếm một ô, đang đích một tiếng, đẩy ra liền hắn trường kiếm. Quỷ dữ, ngươi làm gì? Thanh Thị Trúc Long lui về phía sau ba bước, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm U Oanh quỷ dữ. U Oanh quỷ dữ nói, sư đệ, người ta thượng cổ đồng môn, thần thông của ngươi khí cơ, ta như lòng bàn tay, ngươi muốn thương tổn Diệp đại nhân, nhưng là tuyệt đối không thể, nhanh lên một chút buông xuống đổ sát đao, còn có quy theo cơ hội. Nguyên lai ở thời đại thượng cổ, Thanh Thị Trúc Long và U Oanh quỷ dữ sư xuất đồng môn, hai người hiểu tận gốc rễ. Thanh Thị Trúc Long thần thông khí cơ, nhược điểm ở nơi nào, U Oanh quỷ dữ một mắt là có thể nhìn thấu. Hắn giờ phút này mở miệng, chính là một câu nói, liền đánh trúng Thanh Thị Trúc Long nhược điểm, để cho Diệp Thần thoát khốn. Đáng chết, người đã điên rồi. Thanh Thị Trúc Long cắn răng, chỉ cảm thấy U Oanh quỷ dữ đã đánh mất linh trí, hoàn toàn lâm vào là Diệp Thần nô bộc, hoàn toàn bị điên. Suy, hắn lần nữa xuất kiếm. Hung hăng một kiếm đâm về phía Diệp Thần ấn đường. Đại nhân, công hắn cánh tay trái sân nhà huyệt. U Oanh quỷ dữ mở miệng lần nữa. Được. Diệp Thần theo luật xuất kiếm, nhắm thẳng vào Thanh Thị Trúc Long sân nhà huyệt. Thanh Thị Trúc Long khí cơ, quả nhiên lại xuất hiện rối loạn, kiếm chiêu khí thế hoàn toàn giải tán, không có phát huy chút nào uy lực, bị Diệp Thần ung dung đón đỡ. Hắn tay phải xuất kiếm, khí cơ nhược điểm nhưng ở cánh tay trái. Nếu như không có U Oanh quỷ dữ chỉ điểm, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào biết. Quỷ dữ, người im miệng cho ta. Thanh Thị Trúc Long nghiêm nghị kêu to, điên cuồng múa ra mấy chục đạo kiếm quang, hoa tuyết vậy chém về phía Diệp Thần. Huyệt Thiên Trung, Thiên Đỉnh Huyệt, Thiếu Thương Huyệt, Thiếu Dương Huyệt. Nhưng mà, U Oanh quỷ dữ liền liền mở miệng, mỗi lần cũng chỉ ra hắn khí cơ nhược điểm. Diệp Thần theo lời xuất kiếm, thế như trẻ tre. Mỗi lần cũng vừa đúng lúc, nhiễu loạn hắn khí cơ, hoàn toàn đánh xuyên hắn đế uy khí thế. Phốc xích, Thanh Thị Trúc Long liền công không được, khí cơ đại loạn, há mồm phun ra máu tươi, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật. Trúc Long đại nhân, Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử cả kinh thất sắc, lật đật đỡ hắn. Các ngươi động thủ, giết cho ta liền nó. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt tức giận. Giơ nón tay chỉ U Oanh quỷ dữ, nó đã điên rồi, mau giết nó. Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử trố mắt nhìn nhau, Càn Khôn nhị lão cũng là trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản còn lấy là, có Thanh Thị Trúc Long ra tay, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh này cùng biến cố. Có U Oanh quỷ dữ ở chỗ này, Thanh Thị Trúc Long căn bản không phát huy ra thực lực. Thậm chí còn không bằng bọn họ. Càn Khôn nhị lão. Chúng ta trước chu diệt lão này, thay Trúc Long đại nhân tiêu trừ ma chướng. Đan Hoàng Dương Liệt trầm giọng nói. Được, động thủ. Càn Khôn nhị lão nhìn nhau, bỗng nhiên ra tay, bàn tay nổ lên ngập trời huyền hỏa hung mang, ngang nhiên hướng U Oanh quỷ dữ tập sát đi. Bọn họ ở đan tháp khổ tu nhiều năm, thực lực cũng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa hấp thu hàng loạt Càn Khôn huyền hỏa tháp hơi thở, giờ phút này ra tay, nhất thời có nồng nặc huyền hỏa hung mang. Mơ hồ tới giữa, lại có thể tràn ra Càn Khôn huyền hỏa tháp hồng mông uy áp. Mà Đan Hoàng Dương Liệt hai phụ tử, cũng là rút ra trường kiếm, ác liệt chém chết ra. Người ta, há là các ngươi có thể giết. Diệp Thần hừ một tiếng, lúc này rất kiếm ngăn ở U Oanh quỷ dữ trước mặt. Thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi, phá cho ta. Diệp Thần khua kiếm cuồng vũ, từng đạo bát quái thần quang, từ hắn trên thân kiếm tự nhiên ra. Hắn sau lưng, xuất hiện một cái khoáng đạt bát quái đồ án. Vô tận thần quang trào đãng, một bộ màu xanh ra trời bát quái đạo bào,
cũng là trùm lên Diệp Thần trên mình, càn khôn khảm ly, chấn động đổi tốn cấn tám cái tinh vị, không ngừng lóng lánh sáng chói, mênh mông hơi thở long trời lở đất. À, bát quái thiên đan thuật, người lại có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Đan Hoàng Dương Liệt thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh hãi. Bát quái thiên đan thuật, có thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi bát môn thuật luyện đan pháp, cái này tám môn thuật pháp, toàn bộ lĩnh ngộ thông suốt sau đó, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể chiến đấu giết địch. Cái này một tí, Diệp Thần bát quái đều xuất hiện, kiếm khí khoáng đạt mênh mông, hiện ra vô thượng đạo gia hai uẩn. Hừ, ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một bó to đan dược, toàn bộ hiến tế, nhất thời, hắn bát quái kiếm quang, ngay tức thì hừng hực rất nhiều, vung lên kiếm gian, một đạo thùng nước to màu xanh biển kiếm quang, chính là mang động trời đạo uẩn, hung hăng chém về phía Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử. Bát quái này thiên đan thuật huyền diệu nhất địa phương, chính là chiến đấu lúc đó, có thể hiến tế đan dược, đem đan dược năng lượng, bơm vào đến kiếm khí bên trong, thật to tăng lên kiếm khí uy lực. Ở Diệp Thần ngập trời kiếm quang nghiền ép hạ, Đan Hoàng Dương Liệt phụ tử rung động thật sâu, hù được tâm đảm câu liệt. Đan Hoàng Dương Liệt có thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực, mà hắn con trai Dương Đằng, chỉ bất quá so hắn thấp mấy cái cảnh giới nhỏ, hai người thực lực, quả thực không tầm thường. Mà Diệp Thần, chỉ có chính là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên. Nhưng đối mặt Diệp Thần một kiếm, hai người cũng sợ hãi. Một kiếm này đạo môn khí thế, tiên thiên hay uẩn, thật sự là ngút trời vô địch, đơn giản là không thể ngăn trở. Đăng Ma, cẩn thận! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đan Hoàng Dương Liệt trong kinh hoàng, sử dụng một khối gương đồng mảnh vỡ. Vậy gương đồng mảnh vỡ, gặp gió liền dài, ngay tức thì hóa thành một mặt to lớn bảo kính, như một vòng mặt trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng hồng mông kính quang thả ra, bảo vệ hai người. Nguyên lai khối này gương đồng mảnh vỡ, là 33 thiên hồng mông chí bảo, lục dương thần hỏa giám tàn phiến, Đan Hoàng Dương Liệt lúc còn trẻ may mắn đạt được, cũng để luyện ra một món lục dương thần hỏa, dùng làm luyện đan, sông hạ lớn như vậy thanh danh. Cái này lục dương thần hỏa luyện đan tuyệt diệu, bản thể pháp bảo lục dương thần hỏa giám, cũng có mênh mông uy lực, đã từng ở vĩnh dạ trong bóng tối, đảm nhiệm mặt trời, xua tan u tà, hơi thở chí cương chí liệt, vô cùng lợi hại. Cái này một tí sử dụng lục dương thần hỏa giám, vô tận kính quang ngưng luyện, nhất thời chặn lại Diệp Thần một kiếm. Có thể đỡ nổi sao? Diệp Thần hừ một tiếng, lại lần nữa từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một bó to đan dược. Không lấy tiền tựa như toàn bộ hiến tế, cuồn cuộn linh khí, tràn vào hắn trên thân kiếm. Suy, kiếm quang đồ thịnh, Diệp Thần một kiếm chém đánh tiếp, phốc xích một tiếng, dẫn đầu chém giết Dương Đằng. Dương Đằng thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, tại chỗ chết thảm. Hắn chỉ có chính là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, ở Diệp Thần bát quái kiếm quang hạ, con kiến hôi tồn tại, một kiếm liền bị chém chết. Đằng mà! Đan Hoàng Dương Liệt thấy con trai chết thảm, nhất thời vành mắt hết sức nứt ra. Mà hắn đây, vậy bị Diệp Thần kiếm quang nghiền ép, kinh mạch bị thương, khạc ra máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tạp chủng, thật là ác độc thủ đoạn. Càn Khôn nhị lão thấy vậy, ánh mắt nhất thời chấn động. Mới vừa Diệp Thần một kiếm, chủ yếu chém chết Đan Hoàng phụ tử, đổ không có tổn hại đến bọn họ. Giờ phút này mắt gặp Dương Đằng bị giết, Đan Hoàng Dương Liệt bị thương. Hai người dưới cơn thịnh nộ, huy trưởng đánh úp về phía Diệp Thần sau lưng không môn. Diệp Thần mới vừa ra tay, khí cơ còn không có điều tức tới đây, chính là bọn họ tập sát lớn thời cơ tốt. Nhưng là, Diệp Thần cũng không phải là chiến đấu một mình. Đừng mong tổn thương ta chủ. Một bên u oanh quỷ dữ, đột nhiên quát to một tiếng, hai tay huy động, từng luồng quỷ hỏa nổ tung, mang nồng nặc ăn mòn hơi thở, hung hăng hướng Càn Khôn nhị lão lướt đi. Đây là, thượng giới ăn mòn quy luật, ngươi làm sao sẽ? Càn Khôn nhị lão cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy u oanh quỷ dữ trưởng pháp bên trong, hàm chứa thượng giới có 102 ăn mòn hơi thở, vô cùng lợi hại, thậm chí có thể phai mở thần đế thân thể, quả thực không thể khinh thường. Hai người không dám đón đỡ, lật đật lui về phía sau. Hai cái lão già kia, khắp nơi nhằm vào ta, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Diệp Thần trong mắt run lên. Hơi thở điều thuận tới đây, lúc này một kiếm chém điên cuồng, muốn chém giết Càn Khôn nhị lão. Võ đạo tu luyện,
chú trọng ý niệm hiểu rõ, không tha cho nửa điểm tâm ma. Cái này Càn Khôn nhị lão, ở Đan Tôn trong đại hội, khắp nơi nhằm vào hắn, muốn gửi hắn tử địa, hắn cũng không nói nhảm, ra tay một cái liền lộ ra uy nghiêm, liền chém chết hai người. Càn Khôn huyền hỏa tháp, hạ xuống. Hai người mắt gặp Diệp Thần kiếm quang giết tới, chỉ cảm thấy bát quái cuồn cuộn, thần uy vô địch, chân thực không phải là người lực có thể ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, hai người nhìn nhau, hai tay kết ấn, quát lên một tiếng lớn, trên mình thả ra từng luồng lửa cháy mạnh hung mang, xa xa và phương xa Càn Khôn huyền hỏa tháp hô ứng. Ông ông ông! Xa xa, Càn Khôn huyền hỏa tháp kịch liệt chấn động đứng lên, thông thiên thân tháp tựa hồ muốn sụp đổ, triển lộ ra vô cùng kinh khủng thở mạnh voi. Trong tháp rất nhiều trưởng lão, rất nhiều đệ tử, đều là một mặt sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Liền gặp vô tận mãnh liệt viêm mang, từ Càn Khôn huyền hỏa trong tháp thả ra, ngưng luyện thành một tôn pháp bảo hư ảnh, ngay tức thì xuyên qua hư không, hạ xuống đến trên núi hoang. Cho ta trấn áp! Càn Khôn nhị lão hét lớn một tiếng, sử dụng Càn Khôn huyền hỏa tháp hư ảnh, hung hăng hướng Diệp Thần và U Oanh Quỷ Dữ trấn áp xuống đi. Hắn hai người chúng ta thủ tháp nhiều năm, đã sớm hấp thu hàng loạt Càn Khôn huyền hỏa tháp linh khí, mặc dù xa xa không thể luyện hóa, nhưng vẫn có thể kêu gọi pháp bảo hư ảnh, trấn áp kẻ địch. Cái này Càn Khôn huyền hỏa tháp, nhưng mà 33 thiên hồng mông chí bảo, ngày xưa nữ hoàng thiên cung, dùng để trấn áp địa mạch, thu thập khí vận pháp bảo, lực sát thương vô cùng lợi hại. Cái này một tí trấn áp xuống tới, trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy hô hấp trệ chất, áp lực vô cùng to lớn. Nếu như gặp phải trấn áp, hắn vĩnh viễn, cũng không thể xoay người. Pháp hoa mất đi trời, phá cho ta. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần trong mắt ác liệt, trên mình nổ lên mênh mông Phật môn kim quang, từng luồng kim quang, nhanh chóng bày, ngay tức thì hóa thành một cái to lớn mất đi kết giới. Cái này mất đi kết giới, cơ hồ bao phủ lại cả toàn núi hoang. Nhiều đóa kim liên, từng mảnh bệnh đậu mùa, vô tận sáng mở thủy khí, rối rít trào đãng ra. Trên 9 tầng trời, truyền đến chư thiên thần Phật cuồn cuộn ngâm sướng. Kinh khủng nghiêm nghị mất đi hơi thở, ở toàn bộ kết giới bên trong quanh quẩn. Đại uy thiên long, Phật môn thế tôn, lớn phạm bàn nhược, ta là Phật môn thiên tổ, mất đi chư thiên tinh không. Diệp Thần tay làm cầm hoa linh quyết, trán nghiêm túc, trên người có cổ Phật nhiên đăng, mất đi ra giới đại khí phách, trong miệng thần chú liền liền ngâm sướng, như 9 tầng trời phản âm, đáng địch tim trần. À, pháp hoa mất đi trời, ngắn như vậy thời gian, ngươi lại có thể luyện thành pháp hoa mất đi thiên. Thấy vậy, Càn Khôn nhị lão ánh mắt sợ hãi, lộ ra to lớn chấn động phố vẻ. Ban ngày Đan Tôn đại hội mới vừa kết thúc, thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ pháp hoa mất đi thiên bí quyết, giờ phút này thi triển ra, Phật quang cuồn cuộn, cả người như Phật môn thế tôn, bạo phát ra ngập trời mất đi thiên uy. Mất đi kim quang, đi! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cầm hoa chỉ một cái đánh ra, một món kim quang ác liệt phá giết, suy đích một tiếng, chỉ nhất kích, liền đánh bể Càn Khôn huyền hỏa tháp hư ảnh. Phốc xích, phốc xích. Pháp bảo hư ảnh bể tan tành, Càn Khôn nhị lão gặp cắn trả đánh vào, nhất thời cuồng phún máu tươi, chật vật đảo phi nhi xuất. Mất đi kim quang, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần lại đánh ra chỉ một cái, kim quang nổ tung, thì phải lấy cao nhất mất đi thiên uy, chém chết Càn Khôn nhị lão. Thằng nhóc này, thật là coi trời bằng vung. Xa xa Thanh Thị Trúc Long, thấy Diệp Thần nghiền ép hết thảy, mất đi hết thảy khí thế ngút trời, hoàn toàn rung động. Phải biết, Diệp Thần chỉ có chính là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên mà thôi. Nhưng là, đối mặt Càn Khôn nhị lão, đan hoàng cha con vây giết, hắn cơ hồ là không phí nhiều sức, liền nghịch thiên giết ngược. Hắn thực lực, khủng bố đến cái gì bước? Thiên thần cảnh trung kỳ Dương Đằng, bị một kiếm trong nháy mắt giết. Mà đan hoàng Dương Liệt, đường đường thiên thần cảnh 7 tầng thiên, bị một kiếm đánh rơi bị thương. Càn Khôn nhị lão gọi ra Càn Khôn huyền hỏa tháp hư ảnh, cũng bị ngay tức thì nổ, thân mình bỏ mạng sắp tới. Khủng bố! Diệp Thần thực lực, thật sự là không cách nào hình dung khủng bố. Chỉ là hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, cứ như vậy long trời lở đất, nếu như bị hắn lại lớn lên, trời mới biết hắn sẽ cường đại đến cảnh giới gì. Càn Khôn nhị lão, cẩn thận! Lúc này, đan hoàng Dương Liệt vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, thấy Càn Khôn nhị lão bỏ mạng sắp tới, hắn cũng là sắc mặt ngưng trọng. Một khi Càn Khôn nhị lão bị giết hết,
Diệp Thần quay đầu thì phải chém chết hắn. Lục Dương Thần hỏa giám, sắc. Trong lúc nguy cấp, Đan Hoàng Dương Liệt cong ngón tay bắn ra, sử dụng Lục Dương Thần hỏa giám tàn phiến, như một phiến phi đao, xen lẫn cuồn cuộn lửa cháy mạnh hơi thở, hung hăng phá giết ra. Hắn một kích này, cũng không phải đối phó Diệp Thần, mà là giết hướng Diệp Thần bên cạnh U Oanh Quỷ Dứ. Lúc này U Oanh Quỷ Dứ, trọng thương hộc máu trên đất. Mới vừa Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp chấn áp xuống tới, mặc dù bị Diệp Thần đánh bể, nhưng nó vậy được kịch liệt Hồng Mông Thiên Uy chấn áp, gân cốt vết nứt, máu tươi văng tung tóe, đã tra trọng thương. Vậy Càn Khôn Huyền Hỏa Tháp, là chí cương chí liệt pháp bảo, đối phó nó cái loại này đại hung, có to lớn khắc chế hiệu quả, nó vậy để không chịu nổi. Nếu như không phải là Diệp Thần đánh bể pháp bảo hư ảnh, nó có thể đã chết. Đan Hoàng Dương Liệt nhìn chính xác cơ hội, ngang nhiên ra tay, tập sát U Oanh Quỷ Dứ, nhưng là vây ngụy cứu triệu kế. Ngươi dám! Diệp Thần thấy Đan Hoàng Dương Liệt động tác, nhất thời giận quát một tiếng, bỏ qua Càn Khôn nhị lão, xoay người một chỉ điểm ra, vô tận mất đi kim quang xuyên qua, hung hăng giết hướng Đan Hoàng Dương Liệt. Thật là khủng khiếp mất đi hơi thở. Đan Hoàng Dương Liệt ánh mắt co rúm một cái, ở Diệp Thần mất đi kim quang bao phủ hạ, cả người lông tơ đảo thụ, da đầu tê dại. Diệp Thần cái này chỉ một cái kim quang, mất đi hơi thở quá kinh khủng, đơn giản là coi trời bằng vung, coi như là thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, cũng phải bị chỉ một cái tiêu diệt, không có chút nào sống sót có thể. Thật may hắn thế công, chỉ là hư chiêu, vừa nhìn thấy Diệp Thần đánh tới, lập tức thu hồi Lục Dương Thần hỏa giám, bảo vệ tự thân. Suy, Diệp Thần một chỉ điểm ra, ngập trời mất đi kim quang, hung hăng đánh vào Lục Dương Thần hỏa giám tàn phiến trên. Ông, đúng khối tàn phiến, kính quang tán loạn, ở mất đi thiên uy nghiền giết hạ, tất cả linh khí ngay tức thì bị chấn áp, nguyên bản thần quang sáng chói kính phiến, thoáng chốc đổi được ảm đạm không sáng, im hơi lặng tiếng rớt xuống đất. Phốc xích, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, từ Đan Hoàng Dương Liệt trong miệng cuồng phún ra. Lục Dương Thần hỏa giám gặp đòn nghiêm trọng, hắn vậy bị nghiêm trọng chấn thương. À, đây cũng là mất đi thiên uy. Liền Hồng Mông Chí Bảo cũng không đỡ được. Đan Hoàng Dương Liệt thật sâu sợ hãi. Lục Dương Thần hỏa giám, nhưng mà trong truyền thuyết 33 thiên Hồng Mông Chí Bảo, có thể treo ở bầu trời, thay thế mặt trời, chiếu sáng núi sông tồn tại. Nhưng giờ phút này, ở Diệp Thần mất đi chỉ một cái nghiền ép hạ, liền Lục Dương Thần hỏa giám cũng phải bỏ mạng, căn bản không đỡ được. Ha ha, chỉ là một khối tàn phiến, cũng muốn ngăn ta lại. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như là hoàn chỉnh Lục Dương Thần hỏa giám, hắn tự nhiên không thể nào chỉ một cái chân áp. Nhưng Đan Hoàng Dương Liệt trong tay, chỉ là một khối tàn phiến. Chính là một khối tàn phiến, căn bản không ngăn được hắn mất đi Phật quang. Mất đi kiếm khí, giết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vung lên trường kiếm, diệu pháp hoa sen, thế tôn địa tàng, Phật môn nghiêm nghị, cao nhất mất đi cuồn cuộn kim quang, ngay tức thì tách thả ra ra. Hóa thành lao một cái động trời màu vàng kiếm khí, hung hăng chém về phía Đan Hoàng Dương Liệt. Phốc xích. Đan Hoàng Dương Liệt thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, ngay tức thì trở thành thi thể. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Diệp Thần trong nháy mắt giết Đan Hoàng Dương Liệt, giết người như chém cỏ, kim cương trừng mắt, có Phật môn thế tôn, đáng địch tà ma đại khí phách. Lấy hắn hỗn độn cảnh 4 tầng thiên thực lực, muốn trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Chân thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng dựa vào pháp hoa mất đi thiên uy nghiêm, hắn nhưng là có thể dễ như trở bàn tay làm được một điểm này. Pháp hoa mất đi trời, diệu pháp hoa sen, mất đi chư thiên tinh không, lực sát thương thực sự quá lớn, thiên thần cảnh 7 tầng thiên cũng không ngăn nổi, đều phải bị nhất kích trong nháy mắt giết. Hô! Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, hơi thở dốc. Tiếp ngay cả động dùng bát quái thiên đan thuật, pháp hoa mất đi trời. Hai môn Hồng Mông cổ pháp, hắn linh khí tiêu hao, quả thực to lớn. Thu. Diệp Thần ngoắc tay, thu Lục Dương Thần hỏa giám tàn phiến, vật này quan hệ đến Hồng Mông chí bảo, sau này có lẽ hữu dụng. Đan Hoàng đại sư, tiểu tạp chủng, thật là ác độc thủ đoạn. Chờ mắt thấy Đan Hoàng Dương Liệt bị giết chết, Thanh Thị Trúc Long, Càn Khôn nhị lão, cũng rơi vào to lớn chấn động phố và kinh ngạc bên trong. Thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Đó là huy hoàng như nhật nguyệt cao thủ, nhưng giờ phút này, nhưng giống như một con kiến hôi, bị Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết. Diệp Thần thủ đoạn,
thật sự là quá ác liệt, làm người ta vô cùng rung động. Cái này nghiền ép hết thảy, tiêu diệt hết thảy chiến ý, đơn giản là coi trời bằng vung. Ác như vậy thủ đoạn, sợ không phải sau này liền ta cũng phải bị giết. Lưu ngươi không được. Thiên cương tuyệt mệnh phù, cho ta trấn áp. Thanh thị trúc long quát lên một tiếng lớn, khua kiếm mãnh giết ra, trên thân kiếm nổ lên ngút trời yêu khí, hóa thành từng đạo tuyệt mệnh ký tự, ngang nhiên chém về phía Diệp Thần. Lần này, U Anh quỷ giữ trọng thương, lại cũng không có người ngăn trở hắn. Hắn nghiệt chướng tiêu trừ, tâm cảnh nhất thời thanh lãng, ý niệm hiểu rõ, kiếm khí nhất thời hừng hực, uy lực còn hơn hồi này nữa lợi hại hơn rất nhiều. Nhất thời gian, Diệp Thần cảm thấy to lớn áp lực, đạo đạo thần đế uy áp, ùn ùn kéo đến bao phủ tới, cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Hắn và thần đế chênh lệch, thực sự quá lớn, ở hung hãn thần đế thiên uy nghiền ép hạ, tự thân giống như con kiến hôi nhỏ bé. Thiên Long bát thần âm, phá cho ta. Nhưng mà, Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, đột nhiên dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp hồng mông cổ âm. Úm, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Tám cái kinh chữ thiên phù, ở trong hư không lững lờ ra. Pháp hoa mất đi thiên kết giới, còn vững vàng in ở Diệp Thần dưới chân trên vùng đất, cũng không có tản đi. Ở mất đi kết giới ra trì xuống, Thiên Long bát thần âm nhất thời toát ra khoáng đạt kim quang, mỗi một chữ phù cũng diễn hóa thành thiên trăm cái kim long, vô số Phật quốc kim long, ở bên trong kết giới ngẩng đầu gầm thét, thanh âm chấn triệt thiên địa. Thiên Long bát thần âm và pháp hoa mất đi trời, vốn chính là đồng bộ thần thông, hai người kết hợp, ngay tức thì bộc phát ra kinh khủng thiên uy. Mỗi một đạo hồng mông cổ âm, đều mang ngập trời mất đi hơi thở, hung hăng hướng thanh thị trúc long lướt đi. Bành! Thanh thị trúc long tuyệt mệnh kiếm khí, cũng là hung hãn giết tới, và Diệp Thần mất đi cổ âm, hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, động trời tiếng nổ, từ nơi này truyền đạt ra, kinh khủng mất đi đợt khí, hòa lẫn hung lệ tuyệt mệnh sát khí, cuốn sạch thiên địa bát hoang. Chu vi mấy chục bên trong mặt đất, ngay tức thì bị chấn động được sụp đổ rạn nứt, chung quanh từng ngọn đỉnh núi, ùm ùm vỡ sụp xuống, loạn thạch tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần và Thanh Thị Trúc Long thân thể, nhưng là sừng sững không nhúc nhích, đấu cái lực lượng tương đương. Trời ơi, lại có thể tiếp nhận thần đế một kiếm. Thằng nhóc này vẫn là người sao? Càn Khôn nhị lão thấy một màn này, hoàn toàn rơi vào đờ đẫn bên trong. Thanh Thị Trúc Long đường đường thần đế, hắn thiên cương tuyệt mệnh kiếm khí, hạng ác liệt vô địch, coi như là Càn Khôn nhị lão, cũng không dám đón đỡ. Nhưng là, Diệp Thần trực diện mũi nhọn, không có chút nào bị thua hình dáng. Cái này khí thế ngập trời, thật là coi trời bằng vung. Hụ! Nhưng mà, Diệp Thần cũng không trước giấu vết ho khan một tiếng. Cứng rắn đụng thần đế mũi nhọn, lấy hắn thực lực trước mắt mà nói, vẫn có chút miễn cưỡng. Thật may hắn luyện thành pháp hoa mất đi trời, và Thiên Long bát thần âm kết hợp, bộc phát ra vô cùng cuồn cuộn thiên uy, cuối cùng là khó khăn lắm chặn lại, nếu không, hắn sớm bị Thanh Thị Trúc Long một kiếm tiêu diệt. Lại có thể làm chặn lại ta 80% lực lượng, có chút con đường, nhưng cái này sao lợi hại thần thông, ta xem ngươi có thể thi triển bao lâu. Thanh Thị Trúc Long hừ lạnh một tiếng, vậy thật sâu cảm thấy hai môn Phật Pháp thần thông lợi hại, nhưng cái này sao nghịch thiên thần thông, Diệp Thần không thể nào chống đỡ quá lâu. Hắn lúc này lại vung lên kiếm, phá không chém chết ra, kiếm khí càng phát ra bá đạo. Không hổ là thần đế cao thủ, mũi nhọn quả nhiên ác liệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mới vừa giao phong va chạm, mặc dù là lực lượng tương đương, nhưng hắn đã tiêu hao hết thể lực, mà Thanh Thị Trúc Long, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng. To lớn cảnh giới chênh lệch, vào giờ khắc này hiện ra được tinh tế. Cứ việc Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, nhưng dẫu sao cảnh giới võ đạo quá thấp, thể lực lập tức hao hết, mà Thanh Thị Trúc Long hơi thở, vẫn liên miên vô tận. Thần đế cao thủ, chân thực thật lợi hại, muốn chiến thắng. Đơn giản là khó hơn lên trời. Diệt Long Châu, sắc. Mắt gặp Thanh Thị Trúc Long kiếm khí giết tới, Diệp Thần vẫy tay sử dụng một hạt châu, hung hăng thúc giục hơi thở. Hạt châu này, chính là Diệt Long Châu. Ban đầu Thiên Đạo Cung, dùng để hành hạ bất diệt Long Đế Pháp Bảo, đối phó Long tộc huyết mạch, có to lớn chân áp tác dụng. Đây là... Thanh Thị Trúc Long mặt liền biến sắc, nhất thời rút kiếm lui về phía sau. Diệt Long Châu hơi thở, để cho hắn đặc biệt không thoải mái, pháp bảo này có thể tổn thương huyết mạch hắn,
hắn đặc biệt kiêng kỵ, cầm kiếm nơi tay, cũng không dám tiến lên. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, ngồi xếp bằng xuống, như lão hòa thượng thiền định, yên lặng hô hấp thổ nạp, khôi phục hao tổn hơi thở. Diệt Long Châu quanh quẩn hắn, xoay tít xoay tròn, từng tia huy hoàng châu quang, không ngừng tràn ngập ra, tạo thành một tầng đặc biệt bình phong che chở, làm Thanh Thị Trúc Long không dám xâm chiếm. Ngươi lấy là dựa vào một hạt châu, là có thể kéo dài hơi tàn. Nói vớ vẩn, Thanh Thị Trúc Long hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, vung tay lên, sử dụng bảy đạo lưu quang, quát lên. Thất sát diệt trời, ma diễm tẫn đời, vội vàng như luật lệ. Bảy đạo lưu quang, thăng thiên lên, hóa thành bảy mặt lệnh kỳ. Cái này bảy mặt lệnh kỳ, lấy tím kim là cần, phẩm chất dày, rực rỡ tươi đẹp, mặt cờ phơi bày ra thiết và màu máu, sát khí tàn phá, chiến ý đằng đằng, không biết hội tụ nhiều ít ma hồn tinh phách. Mỗi một mặt lệnh kỳ, phía trên cũng thêu một chữ to. Sát, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. 33 thiên hồng mông chí bảo, thất sát ma diễm cờ. Diệp Thần con người có giúp một cái, Thanh Thị Trúc Long sử dụng bảy mặt lệnh kỳ, chính là thất sát ma tông trấn sơn pháp bảo, thất sát ma diễm cờ. Cái này thất sát ma diễm cờ, hội tụ ngập trời ma hồn tinh phách, có đặc biệt nồng đậm chiến ý sát khí, và thiên cương tuyệt mệnh phù là đồng bộ tồn tại, hai người kết hợp, có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên. Đi! Thanh Thị Trúc Long lăng quát một tiếng, hai tay sử dụng đạo đạo tuyệt mệnh hơi thở, bơm vào ở thất sát ma diễm trên lá cờ mặt. Ở Diệt Long Châu trấn nhiếp, hắn mặc dù không dám gần người tiến công, nhưng xa xa khống chế pháp bảo, cách không trấn áp, vẫn có thể giết người. Xuy xuy xuy. Nhất thời, thất sát ma diễm cờ nổ lên ngập trời lửa cháy bừng bừng, kịch liệt đung đưa, tựa hồ muốn lay động đúng cái thiên địa, mang cuồn cuộn ma khí, ngay tức thì bay đến Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy ùn ùn kéo đến uy nghiêm, vô cùng vô tận sát khí chiến ý, tựa hồ phải đem mình nghiền nát. Cái này thất sát ma diễm cự uy áp quá kịch liệt, đặc biệt là phối hợp thiên cương tuyệt mệnh phù hơi thở, lực sát thương cường đại hơn, cơ hồ không phải là người lực có thể ngăn cản. Diệp Thần có một loại cảm giác, cái kế tiếp ngay tức thì, mình sẽ bị nghiền thành phấn vụn, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Đế Uyên pháp dụ, ra. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng một bản trục cuốn, chính là tư không liệt cho hắn đồ, mặt trên có chứa đế thích thiên pháp dụ chân khí. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, cuồn cuộn pháp dụ chân khí, như hãn biển vậy mãnh liệt ra, sáng chói đế quang bạo phát, diễn hóa thành một cái cầm ác liệt phi kiếm, suy suy vang dội, xông thẳng lên trời, như rồng như hổ, hung hăng đánh thẳng vào thất sát ma diễm cờ. Ung ung, đế quang phi kiếm cùng thất sát ma diễm cờ va chạm, ở trên trời tạo thành từng đạo nổ, kiếm quang khắp nơi bắn tung tóe, ma diễm mãnh liệt gầm thét, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Đây là đế thích thiên hơi thở. Không thể nào. Thanh Thị Trúc Long thấy một màn này, nhất thời cả kinh thất sắc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Đế thích thiên là ai? Đây chính là đế uyên điện điện chủ, vực ngoại thần bí nhất tồn tại, là vô số người trong lòng, chí cao vô thượng thiên đế thiên tôn, có vô cùng địa vị cao quý. Hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần trên tay, lại có đế thích thiên khâm ban cho pháp dụ. Ngươi là thân phận gì? Và đế thích thiên quan hệ thế nào? Thanh Thị Trúc Long có chút luống cuống, hắn xưa nay hung hãn không sợ, nhưng đế thích thiên uy danh chân thực quá mức đáng sợ, hắn vậy không dám nhìn thẳng mũi nhọn, giờ phút này cảm nhận được đế thích thiên hơi thở, nhất thời tâm thần đong đưa, không nói ra được rung động. Bầu trời bên trong, kiếm cờ đánh nhau. Đế thích thiên pháp dụ kiếm khí, lại có thể chút nào không rơi hạ phong, uy thế ngút trời. Đế thích thiên tu vi, quả nhiên nghịch thiên cực. Chính là một món pháp lực, là có thể sánh bằng hồng mông chí bảo thiên uy, thật là vô địch. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là âm thầm rung động. Trúc Long đại nhân, đừng để ý thằng nhóc này thân phận gì, chúng ta và hắn thù oán quá sâu, ngày hôm nay phải gặp sống chết, mau giết hắn. Càn Khôn nhị lão gặp Thanh Thị Trúc Long tâm thần thất thủ, liền lớn tiếng quát lên. Nghe vậy, Thanh Thị Trúc Long tinh thần chấn động. Đúng là... Bọn họ và Diệp Thần ân oán quá sâu, đã đến người chết ta sống bước, không thể nào hòa giải. Coi như Diệp Thần sau lưng, cất giấu đế thích thiên bóng dáng, hắn ngày hôm nay cũng phải chết. Nếu không, người chết, chính là bọn họ. Tốt, thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay ta đều phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn.
Thanh Thị Trúc lòng ánh mắt sắc bén, tâm thần khôi phục chấn định, vung tay lên, lại lần nữa sử dụng thất sát ma diễm cờ, từng luồng ma khí viêm mang, từ lệnh kỳ trên nổ lên, ùn ùn kéo đến giết hướng Diệp Thần. Pháp kiếm hộ thể, thủ. Diệp Thần biết lợi hại, triệu hồi đế quang pháp kiếm, vần quanh ở quanh thân, tạo thành một mặt kiếm tường, vững vàng bảo vệ tự thân. Xuy xuy xuy. Thất sát ma diễm cờ hơi thở nghiền đè xuống, đánh vào kiếm trên tường mặt, nhất thời khơi dậy thao thiên ba lan. Một cái cầm pháp kiếm, kịch liệt lay động, nhưng cuối cùng không có tán loạn, vẫn bảo vệ Diệp Thần thân thể. Hừ, thằng nhóc, làm sao không dám đánh. Thanh Thị Trúc Long ngón tay nặn quyết, thất sát ma diễm cờ sôi trào liền liền, chiến ý sát khí lao nhanh, mang theo một chùm chuỗi ánh lửa, tiếp liền không ngừng hướng Diệp Thần đánh xuống đi. Ở to lớn sát khí dưới sự xung kích, Diệp Thần kinh mạch áp lực to lớn, cơ hồ không cách nào thở dốc, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, người như thiền định, sừng sững không nhúc nhích, trong lòng nhưng nói thầm tiểu hoàng, còn chưa khỏe sao. Hắn đang trì hoãn thời gian. Là tiểu hoàng lột xác, trì hoãn thời gian. Đứng trên đỉnh núi, bọc tiểu hoàng toàn thân sấm sét kén, xuất hiện từng tia kẽ hở. Tiểu hoàng đang lột xác. Cùng hắn phá kén ra, chính là hắn hoàn toàn lột xác, đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Chủ nhân, 10 phút, lại cho ta 10 phút. Lôi kiển bên trong, tiểu hoàng trong mắt sắc bén, cả người ác mộng hơi thở không ngừng sôi trào. Hắn lột xác. Đã đến sau cùng giây phút, chỉ cần lại cho hắn 10 phút thời gian, hắn là có thể nghịch thiên đột phá. Bầu trời lôi kiếp, càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng nổ rơi vào trên đỉnh núi. Có cổ quái. Dưới chân núi, Thanh Thị Trúc Long thấy vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Thằng nhóc, người đang trì hoãn thời gian. Trong thoáng chốc, Thanh Thị Trúc Long trong mắt bùng nổ lệ mang, xem thấu Diệp Thần ý tưởng. Diệp Thần phòng thủ không chiến, bày rõ là đang trì hoãn thời gian. Trên đỉnh núi đầu kia mãnh thú, tựa hồ đang độ kiếp lột xác, một khi lột xác thành công, vậy mãnh thú thực lực, sợ rằng so thần đế còn lợi hại hơn. Đến lúc đó, coi như là hắn Thanh Thị Trúc Long, cũng phải bị một móng vuốt đập chết. Phá cho ta! Thanh Thị Trúc Long mãnh quát một tiếng, hai tay múa, từng luồng thiên cương tuyệt mệnh khí, bơm vào đến thất sát ma diễm trên lá cờ mặt. Bảy mặt lệnh kỳ chiến ý sôi trào, như núi cao vậy bao phủ xuống. Phốc xích. Diệp Thần áp lực bữa tăng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người pháp kiếm cũng có giải tán dấu hiệu. Cái này 10 phút, chân thực không tốt trì hoãn à. Tử tiêu hàn diễm, ra. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng tử tiêu hàn diễm, điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa năng lượng, bơm vào đến pháp kiếm bên trong. Xuy xuy xuy. Nhất thời, quanh người hắn pháp kiếm. Kiếm khí đột nhiên nhiều hơn, toát ra từng luồng tử tiêu hàn diễm hơi thở, vững vàng bảo vệ hắn. Mà Diệp Thần kinh mạch, lại truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói. Cháy tử tiêu hàn diễm, cũng cho hắn mang đến to lớn gánh vác. Nếu như kéo dài nữa, rất có thể vĩnh cửu đả thương kinh mạch, tạo thành không có thể vãn hồi nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn trì hoãn cái này 10 phút thời gian. Là tiểu hoàng tranh thủ lột xác cơ hội. Thanh Thị Trúc Long thất sát ma diễm cờ nghiền đè xuống, nhất thời tử tiêu pháp kiếm ngăn trở, trong chốc lát không cách nào đột phá. Đáng chết! Thanh Thị Trúc Long cắn răng, bỗng nhiên rút ra trường kiếm thôi, ta liều mạng huyết mạch bị tổn thương nguy hiểm, ngày hôm nay vậy muốn tiêu diệt ngươi. Dứt lời, chân hắn bước đạp một cái, thân thể bão tố bắn ra, lại là đón diệt Long Châu mũi nhọn, khua kiếm chém thẳng Diệp Thần. Hắn rất rõ ràng, nếu như trì hoãn tiếp nữa, bị đầu kia mãnh thú lột xác thành công, chính là hắn ngày rỗ. Cho nên, coi như liều mạng huyết mạch bị đánh cho bị thương, hắn vậy muốn tự mình động thủ, chém chết Diệp Thần. Xuy xuy xuy. Theo Thanh Thị Trúc Long đến gần, Diệt Long Châu thần quang cuồn cuộn, từng luồng bảo quang như đao kiếm, hung hăng sát phạt trước hắn gân cốt ra. Thanh Thị Trúc Long cắn răng chịu đựng, cầm kiếm từng bước trước xông lên. Một kiếm nổ lên đạo đạo thiên cương phù văn, đi Diệp Thần đỉnh đầu đánh xuống đi xuống. Mà bầu trời thất sát ma diễm cờ, cũng là gào thét giết tới. Thiên cương kiếm khí, thất sát ma cờ, hai người kết hợp, nhất thời bộc phát ra kinh khủng gợn sóng, muốn cuộn sạch hết thảy. Không tốt! Diệp Thần chỗ sâu gợn sóng trung tâm, chỉ cảm thấy kinh khí biến dạng, áp lực từng cơn, thân thể tựa hồ cũng phải bị xé nát,
căn bản không thể ngăn cản. Đây là thanh thị trúc long chí cường nhất kích, thần đế khí thế, hồng mông thiên uy, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đơn giản là vô địch. Tuyệt hàn thiên đế chảm. Ngay tại Diệp Thần nguy hiểm nhất giây phút, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, bỗng nhiên từ trên trời vang lên. Chỉ gặp một cái mang cái khăn che mặt, dáng người thướt tha thiếu nữ, đang ngồi một đầu màu đen linh thú, hạ xuống ở chân trời. Thiếu nữ trong tay, cầm một cái băng tuyết lượn quanh trường kiếm, vung lên kiếm gian, một đạo vô cùng xâm nghiêm, vô cùng lạnh lùng, vô cùng bá đạo kiếm khí, mang cuồn cuộn thiên đế hơi thở, ngang nhiên chém xuống. Tuyệt hàn thiên đế chảm, đây là tuyệt hàn đế cung cao nhất thần thông. Thanh thị trúc long mặt liền biến sắc, mắt gặp tuyệt kiếm lạnh lẽo quang chém xuống, đành phải rất kiếm đón đỡ. Chanh! Hai kiếm giao kích, thanh thị trúc long bị đẩy lui mười mấy bước, hình dáng có chút chật vật, thất sát ma diễm cờ vậy toàn bộ bị chấn động, trở lại trong cơ thể hắn. Cô gái kia thực lực, phải cùng hắn không kém quá nhiều. Mà hắn, là đường đường thiên thần cảnh đỉnh cấp, thần đế cấp bậc cao thủ. Nếu như bình thường quyết chiến, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật. Nhưng vấn đề là, ở Diệt Long Châu bao phủ hạ, hắn hơi thở thật to suy yếu, nhưng là bị thiếu nữ đẩy lui. Là ngươi. Diệp Thần nhìn thiếu nữ khăn che mặt chậm rãi hạ xuống, gương mặt nhất thời lộ vẻ xúc động. Cái này thiếu nữ khăn che mặt, dĩ nhiên chính là Ngụy Dĩnh. Ban đầu ở U Minh vùng biển, hắn và Ngụy Dĩnh cộng kinh hoạn nạn, còn đã từng song kiếm hợp bích, đột phá 800 thiên ma tan giã tự bạo, rất miễn cưỡng liều chết xung phong ra. Đáng tiếc Ngụy Dĩnh mang cái khăn che mặt, Diệp Thần từ đầu đến cuối không biết thân phận chân thật của nàng. Giờ phút này thấy Ngụy Dĩnh hạ xuống, Diệp Thần tất nhiên kinh ngạc. Không có sao chứ? Ngụy Dĩnh nhàn nhạt nhìn Diệp Thần một mắt, nàng sớm đã tới rồi giới vực thành, cảm thụ tới đây chiến đấu chập chờn, chạy tới tra xem, vừa vặn thấy Diệp Thần gặp nạn, liền xuất kiếm cứu giúp. Không có sao. Diệp Thần đứng dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có cô gái thần bí ở chỗ này, muốn trì hoãn 10 phút, cũng không thành vấn đề. Ha ha, tựa hồ có thượng giới tàn dư ở chỗ này, cho ta chết. Ngụy Dĩnh trong mắt chuyển động, thấy được một bên Càn Khôn nhị lão, đột nhiên khua kiếm giết ra, một đạo tuyệt kiếm lạnh lẽo quang, mang cuồn cuộn hồng mông thiên uy, thẳng hướng hai người chém tới. Lợi hại! Diệp Thần tim giật mình, nhiều ngày không gặp, cái này thiếu nữ khăn che mặt vẫn tàn bạo, vừa thấy mặt đã động sát thủ, không có một chút xíu nói nhảm, đơn giản là vô tình. Không tốt! Càn Khôn nhị lão nhìn nhau, gương mặt sợ hãi biến sắc. Mới vừa Càn Khôn huyền hỏa tháp hư ảnh, bị Diệp Thần nổ, bọn họ đã được cắn trả trọng thương. Giờ phút này thấy Ngụy Dĩnh kiếm quang giết tới, hai người không còn sức đánh trả chút nào. Số mệnh linh phù, sắc. Mắt xem hai người sẽ bị chém chết, bỗng nhiên, bọn họ sử dụng một tờ linh phù. Tờ linh phù này, tản mát ra ngập trời hồng mông ánh sáng tím, từng luồng khoáng đạt rộng rãi số mệnh hơi thở, không ngừng gào thét ra. Vô tận số mệnh nước lũ cổn đáng, trong hư không, huyễn hóa ra kim giáp thiên thần, giáp bạc thiên thần, long tước phi mã, thọ lộc tiên hồ, kỳ lân ngọc tê, bệnh đậu mùa kim liên vân. Vân các loại cảnh tượng kỳ dị. Ngụy Dĩnh tuyệt kiếm lạnh lẽo khí chém tới, nhất thời bị cuồn cuộn số mệnh hơi thở, hoàn toàn chìm ngập, không có vang lên một chút đợt sóng. Vậy mênh mông số mệnh hơi thở, tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy, nghiền ép hết thảy, cuộn sạch hết thảy. Thật là bàng bạc đến coi trời bằng vung bước, liền liền thần đế uy nghiêm, đều không thể ngăn cản. Thậm chí, Ngụy Dĩnh cảm giác được giờ phút này, mình lực lượng bị hạn chế. Thật giống như có nào đó loại quy tắc trói buộc mình. Như vậy thứ nhất, nàng căn bản không cách nào phát huy thực lực. Đây là, tử vi số mệnh thuật, huyền cơ nguyệt ý chí. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, nhất thời trợn to hai mắt. Tờ linh phù này. Lại là tử vi số mệnh thuật diễn hóa thành, hàm chứa mãnh liệt số mệnh hơi thở, mơ hồ tới giữa, còn có nữ hoàng huyền cơ nguyệt ý chí. Đan tôn tiền bối nói thượng giới sát ý, quả nhiên là thật. Trong thoáng chốc, Diệp Thần hiểu rõ. Thái cổ đan tôn trước đây nói qua, thượng giới sắp có sát ý hạ xuống, lời này quả nhiên không uổng. Cái này tia sát ý, cũng không phải là nhằm vào Diệp Thần, mà là nhằm vào tiểu hoàng. Nhưng ở ngập trời vận mệnh nước lũ nghiền ép hạ, hắn cũng phải chết, không thể nào tránh thoát. Cái này linh phù, tốt mãnh liệt số mệnh hơi thở. Ngụy Dĩnh mặt đẹp bên trên,
cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Từ nơi này trương số mệnh linh phù phía trên, nàng cảm nhận được liền cuồn cuộn vận mệnh hơi thở, tựa hồ mình vận mệnh, đều phải bị tờ linh phù này cuốn sạch qua đi. Ở số mệnh linh phù bao phủ hạ, nàng vận mạng, tựa như không thuộc về mình, mà là bị nữ hoàng huyền cơ nguyệt làm thịt. Loại cảm giác này, đặc biệt khủng bố. Nguyên lai các người cầm nữ hoàng phù chiếu, vì sao không sớm một chút lấy ra? Thanh thị trúc long lui về phía sau ba bước, ở huyền cơ nguyệt số mệnh ý chí chấn nhiếp, hắn vậy cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé, vận mệnh tựa hồ cũng bị người làm thịt. Tử vi số mệnh thuật, môn thần thông này, chân thực quá mức nghịch thiên, quá mức bá đạo, có thể xẻ thịt chư thiên vạn giới, hết thảy sinh linh vận mệnh. Nếu như càn khôn nhị lão sớm một chút cầm ra phù chiếu, diệp thần đã sớm chết rồi, đan hoàng phụ tử cũng sẽ không chết. Nữ hoàng ban thưởng phù chiếu, cũng không nói cho phép chúng ta sử dụng, một khi loạn dùng, bốc lên độc thiên uy, đó là đại bất kính tội chết. Càn khôn nhị lão một mặt không biết làm sao, trong mắt chỗ sâu mang một chút sợ hãi kính sợ thần sắc. Huyền cơ nguyệt ban thưởng phù chiếu, chỉ nói kêu bọn họ điều tra nhân quả, chưa nói chấp thuận bọn họ vận dụng phù chiếu lực lượng. Dưới mắt sống chết trước mắt, bọn họ vạn bất đắc dĩ, mới mạo hiểm vận dụng phù chiếu, chỉ sợ sẽ bị huyền cơ nguyệt trách phạt. Thật may nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy trời phạt phủ xuống dấu hiệu, muốn đến huyền cơ nguyệt cũng sẽ không trách tội. Nhưng nghĩ tới huyền cơ nguyệt đủ loại tàn khốc ác liệt thủ đoạn, hai người lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu có nữ hoàng phù chiếu, các ngươi mau ra tay, tru diệt cái này hai người. Thanh thị trúc long buông xuống trường kiếm, quét mắt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh một mắt, nghiêm nghị quát lên. Nữ hoàng phù chiếu thiên uy, mênh mông vô cùng, so hắn thần đế ánh sáng, còn muốn hừng hực. Có nữ hoàng phù chiếu ở chỗ này, muốn tru diệt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, giống như chém cỏ, cũng không cần hắn ra tay. Nữ hoàng phù chiếu, chúng ta không dám tùy tiện loạn dùng, trúc long đại nhân, vẫn là ngươi ra tay đi. Càn khôn nhị lão lắc đầu một cái. Càn lão huyền thương hạc giơ tay lên chỉ một cái, một món số mệnh ánh sáng tím bắn ra, đánh vào diệt long châu trên, bót đích một tiếng, nhất thời tương diệt long châu đánh được nghiền. Ta vì ngươi đánh nát hạt châu này, ngươi lại không trở ngại, cứ yên tâm giết người. Huyền thương hạc trầm giọng nói. Diệp thần trong mắt có giúp một cái, diệt long châu phẩm chất, mặc dù không bằng hồng mông chí bảo, nhưng có thể trấn áp long tộc huyết mạch. Vậy là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng hiện tại, huyền thương hạc tiện tay chỉ một cái, liền nghiền nát diệt long châu, không phí nhiều sức. Nữ hoàng phù chiếu năng lượng, chân thực quá kinh khủng, đơn giản là muốn nghiền diệt hết thảy. Được, không thành vấn đề. Thanh thị trúc long thấy diệt long châu nghiền, nhất thời tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tàn khốc nụ cười. Hắn kiêng kỵ nhất, chính là diệt long châu hơi thở, hiện tại diệt long châu bể tan tành. Hắn lại cũng không cần lo lắng cái gì, có thể toàn lực ra tay. Suy, trường kiếm huy động, bảy cái vô cùng hung lệ ký tự, từ hắn trên thân kiếm lững lờ ra. Sát, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. Còn có thất sát ma diễm cờ, cũng là thăng thiên lên, tràn ra cuồn cuộn không dứt uy thế. Cho ta chết. Thanh thị trúc lòng ánh mắt lãnh khốc, khua kiếm mãnh giết ra, đạo đạo thần đế ánh sáng bùng nổ. Muốn một kiếm tru diệt Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Diệp Thần con người có giúp một cái, hắn tu vi chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên, mà thiếu nữ khăn che mặt, giờ phút này rõ ràng bị huyền cơ nguyệt ý chí áp chế, ở thần đế mũi nhọn hạ, hai người thực lực đều có điểm không đủ xem. Huống chi, càn khôn nhị lão còn ở bên cạnh, mắt lom lom nhìn, bọn họ trong tay nữ hoàng phù chiếu, có thể không phải là đùa, lực lượng một khi thả ra ngoài, sợ là so thanh thị trúc long còn lợi hại hơn. Thiên đế xe kéo, tuần du tinh không, cực đạo thiên đế liễn, hạ xuống. Sống chết trước mắt, Ngụy Dĩnh nhưng là một mặt lãnh đạm, không có chút nào hốt hoảng hình dáng. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay nâng lên, từng luồng hồng mông chí bảo trói lọi, mãnh liệt gào thét ra. Nàng kinh mạch chỗ sâu, lộ ra vô cùng hồng mông thiên uy, đơn giản là muốn phá giết hết thảy. Cái này của hồng mông thiên uy, so với Diệp Thần trước kia đã gặp, đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Thật sự là không cách nào hình dung mạnh mẽ. Cái này, đây là... Ở Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngụy Dĩnh đầu ngón tay chỉ thiên, từng luồng màu vàng kim hồng mông bảo quang tràn ngập. Trên 9 tầng trời, vang lên ủng ủng tiếng bánh xe, còn có động trời long ngâm. Một chiếc thiên đế xe kéo,
do 9 con thần long dẫn dắt, mang cuồn cuộn thụy khí, cuồn cuộn hà thải, từ chân trời xông lên rơi xuống. Cửu long kéo xe, vô cùng vô tận hồng mông thiên uy, điên cuồng bùng nổ tàn phá, thiên địa sơn hà, vũ trụ tinh hà, đều run rẩy. Chư thiên đại đạo, ở nơi này chiếc xe kéo đụng hạ, tựa hồ cũng muốn phai mờ. À, cực đạo thiên đế liễn, lại là cực đạo thiên đế liễn. Truyền thuyết bên trong, tuyệt hàn đế tôn tuần du tinh không, phá giết vạn giới ngồi xe kéo. Ngươi là tuyệt hàn đế tôn người thừa kế. Thanh thị trúc long nhìn cái này xe kéo, ánh mắt vô cùng sợ hãi, lật đật lui về phía sau. Cực đạo thiên đế liễn đụng xuống, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đem hắn thất sát ma diễm cờ, toàn bộ chấn động được tán loạn, phát ra ô ô tiếng vang, chui hồi trong cơ thể hắn. Cực đạo thiên đế liễn, ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, đủ để xếp hàng trước năm, so với cái gì thất sát ma diễm cờ, lục dương thần hỏa giám, càn khôn huyền hỏa tháp, không biết lợi hại nhiều ít. Ở thời đại thượng cổ, tuyệt hàn đế tôn vì thăm dò thủy nguyên bí ẩn, võ đạo trung cực, đã từng đánh thiên đế xe kéo, tuần du tinh không, bay vút lên vạn giới. Chư thiên tinh không, tất cả thế lực, đều không cách nào ngăn lại xe hắn chiếc. Kết nối với giới và đế uyên điện, đều phải tránh mũi nhọn, cho hắn xe kéo nhường đường. Cái này cực đạo thiên đế liễn, chân thực quá mức bá đạo, cửu long kéo dẫn, đủ để xông phá hết thảy chướng ngại, chư thiên vạn giới, không người có thể ngăn. Cô nương, ngươi. Diệp thần nhìn Ngụy Dĩnh gương mặt, chỉ thấy nàng mặt đẹp trắng bệch như tờ giấy, trán đổ mồ hôi đầm đìa, tựa hồ thừa nhận to lớn áp lực. Hiển nhiên, cực đạo thiên đế liễn hơi thở, chân thực quá mênh mông, lấy nàng bây giờ tu vi, đều khó chịu đựng, thân thể có to lớn gánh vác. Muốn thúc giục món pháp bảo này, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, ban đầu ở U Minh vùng biển, nàng đều không thả ra ngoài qua. Không có sao, ta có thể chống nổi. Ngụy Dĩnh một mặt đoạn tuyệt, không có chút nào dao động hình dáng, lãnh ngạo ánh mắt nhìn về Càn Khôn nhị lão. Nữ nhân này, lại là tuyệt hàn đế tôn truyền nhân. Càn Khôn nhị lão tiếp xúc tới nàng ánh mắt, cả người nhất thời lạnh buốt, khó chịu không nói ra được. Tuyệt hàn đế tôn, bọn họ cũng nghe đồn qua uy danh. Ban đầu tuyệt hàn đế tôn tuần du tinh không, đường đi của thượng giới, huyền cơ nguyệt trùng trùng khoản đãi, bọn họ vậy gặp qua tuyệt hàn đế tôn phong độ, còn có cực đạo thiên đế liễn đáng sợ. Cái này cực đạo thiên đế liễn, đụng hết thảy, phá giết hết thảy, đơn giản là không nói phải trái bá đạo, như trời đế hoàng, một chút hơi thở là có thể để cho sơn hà run rẩy. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, vô tận năm tháng tang thương, lại còn có thể thấy cực đạo thiên đế liễn khí thế. Phá! Ngụy Dĩnh quát lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, cửu long gầm thét chấn thiên, kéo thiên đế xe kéo, hung hăng hướng Càn Khôn nhị lão liều chết xung phong đi. Nàng rất rõ ràng, so với Thanh thị trúc long, Càn Khôn nhị lão uy hiếp lớn hơn, bởi vì bọn họ trong tay, cầm huyền cơ nguyệt phủ chiếu. Nguy rồi! Càn Khôn nhị lão mặt liền biến sắc, cực đạo thiên đế liễn đánh vào, đủ để nghiền bạo hết thảy, liền thần đế cũng không ngăn nổi, há là bọn họ có thể ngăn cản. Ban đầu tuyệt hàn đế tôn, tuần du tinh không thời điểm, hoàn toàn là sông ngang đánh thẳng, thấy cái gì đồ cản đường, bất kể là chư thiên thần Phật, vẫn là vực ngoại vẫn thạch, đều là trực tiếp nghiền ép tới, dã man tới cực điểm, vậy bá đạo tới cực điểm. Sống chết trước mắt, Càn Khôn nhị lão cũng không để ý nhiều như vậy, lật đật sử dụng nữ hoàng phù chiếu, toàn lực thúc dục bên trong năng lượng. Tử vi số mệnh, cho ta trấn áp. Càn Khôn nhị lão liền liền gầm thét, số mệnh linh phù hoàn toàn bốc cháy, vô số thiên long phượng hoàng, kim giáp thiên thần, giáp bạc thiên thần, kỳ lân chim, đao thương kiếm kích vân. Vân thở mạnh voi, ở trong nháy mắt thích bỏ vào trình độ cao nhất, tạo thành một phiến thao thao bất tuyệt số mệnh nước lũ, muốn ngăn trở cực đạo thiên đế liễn đụng. Chống đỡ được sao? Ngụy Dĩnh hừ một tiếng, linh lực thúc dục, cực đạo thiên đế liễn thần quang bùng nổ, cửu long gầm thét kinh trời, chưa từng có từ trước đến nay xông lên đi giết. Nữ hoàng phù chiếu các loại khí tượng, trong nháy mắt bị chọc thủng. Vận mạng nước lũ, cũng không cản được thiên đế xe kéo đánh vào, lập tức tan thành mây khói. Mạng ta do ta, vận mệnh ta, há cho huyền cơ nguyệt tiện nhân kia nắm giữ. Ngụy Dĩnh tròng mắt lãnh khốc, vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn bạo phát ra tuyệt hàn đế tôn uy nghiêm, lại không ngừng kêu huyền cơ nguyệt tục danh, trên người có một loại đột phá số mệnh, nắm giữ vận mệnh, xông phá hết thảy những ràng buộc bá đạo. Oanh,
Thiên đế xe kéo xông lên đụng đi, ở cuồn cuộn bánh xe nghiền ép hạ, Càn Khôn nhị lão thân thể, ngay tức thì bị nghiền nát, hoàn toàn mất đi sức sống. Mà số mệnh linh phù, vậy hoàn toàn chết. Phốc xích, Ngụy Dĩnh khạc ra máu tươi, cực đạo thiên đế liên hóa thành kim quang tiêu tán. Món pháp bảo này, mặc dù long trời lở đất, nhưng đối với hơi thở tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Nàng chỉ thi triển nhất kích, liền hoàn toàn đèn cạn dầu, thậm chí kinh mạch đều bị phản chấn vết thương, mất đi sức chiến đấu. Thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ, thật là lợi hại. Thanh thị trúc long ra đầu tê dại, nếu như mới vừa Ngụy Dĩnh muốn giết hắn, cực đạo thiên đế liễn nghiền đè xuống, hắn tuyệt đối không ngăn được, tuyệt đối là một con đường chết, liền cặn bã cũng không biết còn dư lại. Ở loại cấp bậc này hồng mông chí bảo nghiền ép hạ, cái gọi là thần đế, sẽ không so con kiến cường thượng nhiều ít. Mặc dù hắn cũng có hồng mông chí bảo, nhưng bàn về phẩm chất, hoàn toàn không thể và cực đạo thiên đế liễn so sánh, hơn nữa, hắn chỉ là bước đầu luyện hóa, còn không có nắm giữ hồng mông chí bảo tinh túy. Nhưng Ngụy Dĩnh, lấy được tuyệt hàn đế tôn truyền thừa, là toàn bộ thừa kế cực đạo thiên đế liễn lực lượng, có thể phát huy toàn bộ uy lực. Coi như là thiên đạo cung hiên viên mặc tà đích thân tới, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bàn về bá đạo, bàn về dã man, cái này cực đạo thiên đế liễn, có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Thật may, như thế nghịch thiên pháp bảo, người không tới lần thứ hai. Thanh thị trúc lòng ánh mắt đông lại một cái, thấy Ngụy Dĩnh bị thương hộc máu, nhất thời chấn định lại. Lúc này Ngụy Dĩnh, đã mất đi sức chiến đấu, không thể nào lại gọi ra xe kéo. Tiếp theo. Giao cho ngươi. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần một mắt, nàng đã giết chết Càn Khôn nhị lão, tiêu diệt nữ hoàng phù chiếu, giải quyết hết uy hiếp lớn nhất. Còn dư lại Thanh thị trúc long, nàng đã không có sức đối phó, chỉ có thể giao cho Diệp Thần. Giao cho ta. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, Thanh thị trúc long nhưng mà đường đường thần đế, hắn chỉ có hỗn độn cảnh 4 tầng thiên mà thôi, lấy cái gì theo người đánh. Thiên cương tuyệt mệnh phù. Thất sát ma diễm cờ. Nhưng mà, Thanh thị trúc long cũng không nói nhảm, vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh khí đồi, lập tức rút ra trường kiếm, lại sử dụng thất sát ma diễm cờ, hung hăng chém chết tới. Tiểu hoàng, còn chưa khỏe sao? Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong lòng liền liền gầm thét. Chủ nhân, còn có 5 phút. Trên đỉnh núi, tiểu hoàng cả người điện quang nổ tung, vậy sấm sét kén kẽ hở, càng ngày càng lớn, hắn sắp muốn phá kén ra. Còn kém 5 phút. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên lai 10 phút như thế rất lâu, chỉ qua một nửa, hắn còn lấy là qua một thế kỷ lâu như vậy. Sư nương, Cổ Dương mượn ta. Mắt gặp Thanh thị trúc long kiếm quang giết tới, Diệp Thần nhất thời cảm thấy cả người da đau nhói, tựa hồ hạ một sát sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Trong lúc nguy cấp, thanh âm hắn truyền về luân hồi mộ địa, truyền tới Tô Nhược Hy trong tai. Cầm đi. Tô Nhược Hy không do dự. Lập tức đem Cổ Dương giao cho Diệp Thần. Cái này Cổ Dương, phòng ấn viễn cổ đại ma, Cửu U Hổ. Cửu U Hổ, cũng chính là Thanh thị trúc long sư tôn, cái gọi là thượng cổ thập hung, đều là Cửu U Hổ cử xuống đệ tử. Đầu này đại ma, lệ khí quá nặng, hơn nữa tùy thời đều có phản bội nguy hiểm, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không thả ra ngoài. Mà giờ khắc này, đã là nhất vạn bất đắc dĩ thời điểm. Diệp Thần cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng Cổ Dương, hung hăng mở ra. Cái này, đây là... Thanh thị trúc long nhìn trước mắt Cổ Dương, nhất thời sợ ngây người. Trong sâu thẳm, hắn bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Hạ một sát, một món ngất trời hắc khí, từ Cổ Dương bên trong phá giết ra, lượn lờ bay lên lên trời. Hống! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, từ chân trời cuồn cuộn truyền xuống. Chỉ gặp một đầu yêu khí ngất trời, vô cùng đáng sợ mãnh hổ, chiếm cứ ở trên trời, tản mát ra vô cùng kịch liệt, vô cùng âm u cửu u hơi thở. Chính là cửu u hổ. Giết hắn. Diệp Thần chỉ Thanh thị trúc long, phát ra mệnh lệnh. Sư tôn, là ngươi. Thanh thị trúc long ngẩng đầu nhìn cửu u hổ, hoàn toàn kinh hãi, trường kiếm loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai cửu u hổ đã bị Diệp Thần khống chế. Ngao! Cửu u mắt hổ lộ hung quang, ngửa mặt lên trời gầm thét, từ chân trời bạo rơi xuống, sắc bén mãnh hổ móng vuốt, hung hăng hướng Thanh thị trúc long đánh tới. Nó bị Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy phong ấn sau đó,
linh trí vậy bị phong ấn, đã mất đi trí nhớ, tự nhiên không nhận được thanh thị trúc long. Nhưng nó thú tính bản năng vẫn còn ở, một khi nó xông phá phong ấn, nó tất cả trí nhớ cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó, chính là nó phản bội cuộc sống, thậm chí sẽ quay đầu lại, đạp chết Diệp Thần. Bất quá lúc này, nó tạm thời còn không có phản bội hình dáng, nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức điên cuồng tấn công đánh tiếp, muốn đánh chết Thanh Thị Trúc Long. Thanh Thị Trúc Long cả người đều ngẩn ra, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Cửu U Hổ là sư tôn của hắn, hắn gần đây đều vô cùng tôn kính, bây giờ thấy Cửu U Hổ muốn động sát thủ, hắn khiếp sợ bi thương dưới, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mắt xem hắn sẽ bị Cửu U Hổ giết chết, nhưng bỗng nhiên, Cửu U mắt hổ quang run lên, tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại móng vuốt. Móng vuốt mũi nhọn, khoảng cách Thanh Thị Trúc Long tim, chỉ có một tấc mà thôi. Ách ách ách, Cửu U Hổ trong cổ họng, phát ra từng trận thanh âm quái dị, nó ánh mắt rất thống khổ, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại có thể không nỡ giết Thanh Thị Trúc Long. Thanh Thị Trúc Long phục hồi tinh thần lại, lật đật quay đầu chạy trốn. Một bên quay đầu hét lớn, sư tôn, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Hắn lại hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, thằng nhóc, ngươi dám phong ấn ta sư tôn, ta sẽ làm cho ngươi bằng thây vạn đoạn, ngươi cho ta chờ. Rất nhanh, Thanh Thị Trúc Long xoay người chạy trốn đi, không thấy bóng dáng. Cửu U Hổ ngây tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Nó sau một hồi sững sốt, ánh mắt bốn xem, thấy được U Oanh quỷ rú. Nó từng bước một đi tới, cổ họng hu hu lên tiếng, cúi đầu liếm U Oanh quỷ rú vết thương, lại cũng không có một chút hung lệ hình dáng, nhưng giống như một cái tử phụ. Sư tôn, U Oanh quỷ rú hơi hí ra mắt, thấy được Cửu U Hổ, nhất thời ngây dại, chỉ lấy là mình đang nằm mơ. Thu, Diệp Thần thấy vậy, cảm giác có chút không ổn, lật đật đem Cửu U Hổ thu hồi cổ dương bên trong đi, vững vàng phong tỏa tốt. Cùng lúc đó, giới vực thành, nặng khói ngoài điện. Ỷ dựa vào cự kiếm Độ Thanh Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Chung quanh hắn bỗng nhiên dạo rực dậy một cổ quỷ dị màu xanh nhạt sương mù chỗ đi qua, vô số cây cối, hoa cỏ, cũng hóa thành tượng đá. Độ Thanh Phong nhìn một cái nặng khói điện, bên trong chỉ có Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm hai người. Sống yên ổn với nhau vô sự. Còn như cái đó thiếu nữ khăn che mặt chính là cảm giác được cái gì lặng lẽ rời đi. Độ Thanh Phong tự nhiên biết thiếu nữ khăn che mặt đi nơi nào. Cách đó không xa chiến đấu chập chờn quá mạnh mẽ, thương khung dị tượng liền liền, tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Cô gái kia chỉ sợ là cảm giác được dạng gì tồn tại, đi trước thời hạn. Ở hắn xem ra, con đường võ đạo, quá thích xen vào chuyện của người khác, cuối cùng cách cục không cao. Hắn vốn là cũng không muốn quan tâm hiện ở chung quanh biến hóa. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới phải. Lớn hơn sự việc sắp xảy ra. Một giây kế tiếp, hắn quanh thân gió lớn cuộn sạch, mũi chân trên không trung một chút, chợt lăng không tới. Vậy thân thể khôi ngô chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy, phát hiện giới vực thành phong ấn nào đó đang đánh mở. Hắn ngưng mắt nhìn xanh sương mù, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, xem ra, muốn không được bao lâu, chỗ đó thì phải mở ra. Ta vốn không muốn quan tâm, bây giờ nhìn lại là không có biện pháp. Mấu chốt lại có thể liền ở phụ cận đây. Sợ rằng nơi đây muốn hóa là một phiến biển máu. Tiếc nuối duy nhất là, ta không có vậy thương huyền làm, vốn định cướp lấy, hiện tại gặp phải tiểu sư muội chỉ có thể gác lại. Nhưng nếu là ai lấy được cái này truyền thừa, vậy đối phương chỉ có thể trở thành vong hồn. Cái này xanh sương mù, chính là vậy u huyền khí lạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ không giới trong rừng, chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện đông đảo võ giả, tụ ba tụ năm tụ tập ở vị trí bất đồng. Những võ giả này, tu vi thấp nhất cũng là thiên thần cảnh tồn tại. Dẫu sao, thông thường mà nói tu vi không có đạt tới thiên thần cảnh, căn bản không có chống cự cái này u huyền khí lạnh năng lực. Nguyên bản, cái này vùng u tuyệt sắp mở, không hề sẽ hấp dẫn như vậy hơn võ giả đến, xem ra là có tin tức gì tiết lộ ra. Lý Từ, Lãnh Cốc các người giờ phút này vậy đứng ở không giới trong rừng nơi nào đó, yên lặng chờ bí cảnh mở. Đây là, một người lãnh gia cung phụng, kê vào lỗ tai ở Lãnh Cốc bên tai nói, gia chủ, căn cứ tin tức, Lãnh Bình thiếu gia hắn ở Ngộ Hải trước, đã từng tựa hồ cùng một tên mặc quần tím cô gái xảy ra mâu thuẫn,
mà người phụ nữ kia, rất có thể là vực ngoại Dương gia người, thiếu gia chắc là chết ở trong tay của nàng. Vực ngoại Dương gia. Lãnh Cốc khóe mắt giật một cái, đây cũng không phải là hắn có thể chọc nổi à. Vậy cung phụng nhìn Lãnh Cốc thần sắc, đột nhiên âm ngoan cười một tiếng nói, hi hi, gia chủ không cần lo lắng, nghe nói, Dương gia này con gái là len lén từ nhà chạy ra, hơn nữa, rất có thể sẽ tiến vào cái này vùng u tuyệt. Lãnh Cốc nghe vậy, mặt lộ đại hỉ vẻ. Ở nơi này vùng u tuyệt bên trong, vậy Dương gia con gái coi như không giải thích được biến mất, Dương gia vậy không tra được trên đầu mình tới đi. Lãnh Cốc trong mắt lóe lên hung tàn ánh sáng, đáng chết tiện nhân, coi như ngươi là Dương gia con gái thì như thế nào? Hắn nhìn một cái bên cạnh Lý Từ, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Cái này vùng u tuyệt bên trong, Lý Từ chính là thần. Chỉ có Lãnh Cốc một người biết Lý Từ thực lực chân chính, khủng bố đến hạng cảnh giới. Bất luận Dương gia này con gái có gì cùng hậu thủ, Lãnh Cốc tin tưởng đối mặt Lý Từ, nàng liền một tia một hào năng lực phản kháng cũng không có. Lãnh Cốc xem để ý Từ, nói, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lý Từ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa hơn, đó là Diệp Thần bùng nổ địa phương chiến đấu. Hắn nhàn nhạt nói, các loại, cái này vùng u tuyệt còn chưa nhanh như vậy mở, chúng ta phải nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết mình đã bị người Lãnh gia theo dõi. Hắn gương mặt tái nhợt nhìn phong tỏa cổ Dương thở ra một ngụm chọc khí. Thanh thị Trúc Long và U Oanh quỷ dữ tồn tại, tựa hồ tỉnh lại cửu U Hổ trí nhớ, Diệp Thần phải lập tức phong tỏa. Chúng giữa thầy trò tình nghĩa, ngược lại là vô cùng thâm hậu, làm người ta lộ vẻ xúc động. Diệp Thần tâm thần, cũng là hơi chập chờn, nhưng rất nhanh chấn định lại. Phải biết, cửu U Hổ là viễn cổ đại ma, không biết tàn sát nhiều ít vô tội, mà Thanh thị Trúc Long và U Oanh quỷ dữ, đồng dạng là dính đầy máu tươi, tàn nhẫn vô cùng tồn tại. Nếu như cái lòng nhân từ của đàn bà, đem cửu U Hổ và U Oanh quỷ dữ để cho chạy, không biết sẽ đưa tới biết bao ngập trời mối họa. Quỷ dữ, lần này ngươi hộ chủ có công, đây là thưởng ngươi. Diệp Thần cầm ra bình ngọc, đem trong bình còn sót lại một chút kim lộ linh khí, toàn bộ ban cho U Oanh quỷ dữ. Cái chai này, đã từng cất huyết mạch sơ khai, bên trong sung bỏ vào huyết mạch sơ khai tản ra linh khí, cho dù huyết mạch sơ khai bị tiểu hoàng cắn nuốt. Trong bình linh khí, vẫn di lâu không tiêu tan. Những linh khí này, đủ để chữa trị U Oanh quỷ dữ thương thế, còn có thể khôi phục nó huyết mạch lực lượng. Đa tạ đại nhân, U Oanh quỷ dữ trong lòng vui mừng, lập tức chiếm đoạt kim lộ linh khí, yên lặng điều tức chữa thương. Nguyên lai ngươi lại hàng phục thượng cổ đại hung, còn phong ấn một đầu viễn cổ đại ma. Thấy vậy, Ngụy Dĩnh mặt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy cửu U Hổ ngập trời yêu khí. Vẫn để cho nàng có chút rung động. Cô nương chê cười. Diệp Thần khẽ mỉm cười, âm thầm nhìn Ngụy Dĩnh gương mặt dáng vẻ, càng xem càng là quen thuộc, trong lòng rất là nghi ngờ, thầm nói ta là không phải ở nơi nào gặp qua nàng. Bất quá, vậy cửu U Hổ hơi thở, tựa hồ đặc biệt hung ác, vô cùng không ổn định, tùy thời đều có phản bội nguy hiểm, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngụy Dĩnh nhắc nhở. Cái này ta biết, cô nương không cần lo lắng. Ta sẽ chú ý đúng mực. Diệp Thần cũng là ngưng trọng gật đầu, hắn cũng biết cửu U Hổ hơi thở rất nguy hiểm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không thả ra. Tốt lắm, ta kinh mạch bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng, ngươi thay ta hộ pháp. Dứt lời, Ngụy Dĩnh ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận công chữa thương. Mới vừa sử dụng cực đạo thiên đế liễn, mặc dù là long trời lở đất, không thể nhất thế. Nhưng nàng thân thể vậy nhận chịu to lớn áp lực, gân cốt bị thương quả thực không nhẹ, cần phải từ từ điều dưỡng. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này nắm chặt sát kiếm, bảo vệ ở Ngụy Dĩnh bên người. Đứng trên đỉnh núi, tiếng sấm cuồn cuộn, chỉ còn lại cuối cùng mấy phút, tiểu hoàng sắp lột xác thành công. Hẳn không sẽ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn liền chứ. Diệp Thần lầm bầm, vậy yên lặng vận chuyển bát quái thiên đan thuật. Khôi phục linh lực hơi thở. Bát quái thiên đan thuật, môn thuật pháp này đặc biệt kỳ diệu, chứ có thể luyện đan và chiến đấu bên ngoài, còn có tốt vô cùng tu luyện hiệu quả chữa thương. Thiên địa nước lửa, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, toàn bộ tinh thông sau đó, có thể đem người xem làm một cái lò luyện đan, hấp thu vũ trụ tinh không linh khí, bơm vào đến thân thể bên trong, bồi bổ gân cốt mạch máu,
vừa có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, cũng có thể chữa thương khôi phục, quả thực là một môn tuyệt diệu huyền ảo, vô cùng cao thâm thần thông. Mà lúc này, thượng giới, nữ hoàng thiên cung, ta phù chiếu bỏ mình. Trong đại điện, Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt chợt biến. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy mình phù chiếu, đã hoàn toàn chết, mà Huyền Thương Tinh và Huyền Thương Hạc, vận mệnh hơi thở vậy hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng bị người chém chết. Ai, rốt cuộc là ai, lại có thể đánh rơi ta phù chiếu. Huyền Cơ Nguyệt thật sâu động dung, nàng phù chiếu, mang ngập trời số mệnh hơi thở, đơn giản là muốn cuộn sạch hết thảy, coi như là thượng cổ thần đế, cũng không khả năng đánh rơi. Nhưng hiện tại, nàng phù chiếu, nhưng là hoàn toàn chết, liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Giới vực thành, nhất định có thiên đại biến cố. Huyền Cơ Nguyệt chân mày to nhíu chặt, thật sâu lo âu. Mơ hồ tới giữa, nàng cảm thấy lần này biến cố, và Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm, Tuyền Cơ bị người giết chết, nàng uế đất phân thân chết phân. Vân sự việc, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Cái này sau lưng, nhất định tồn tại một cái mấu chốt nhân vật, đem tất cả nhân quả chuỗi liền đứng lên. Thiên Hoàng Địa Lão, mau vào cung, yết kiến bổn tọa. Trong mắt chớp động gian, Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ có quyết đoán, một tiếng quát mắng, thanh âm như đao kiếm phượng hót, xa xa truyền ra. Ùng ùng, thượng giới đông nam tây bắc bốn phương hướng, vang lên kinh thiên chấn động. Phía đông, một phiến liên miên tiên sơn, một con bướm nhẹ nhàng xuất thế, từng luồng tiên khí sương mù, quanh quẩn ở nơi này con bướm trên mình, hiện ra hòa hợp hơi thở, ưu nhã tinh xảo, cánh vỗ gian, nhưng có một từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét ra, hoành cướp thiên sơn vạn hác, thanh thế thật lớn. Phía nam, mênh mang rừng rậm tới giữa, một đầu to lớn núi tiêu, chừng 20 trượng cao, vòng eo khỏe mạnh như núi, hai cánh tay thủy rơi xuống đất, tựa như một đầu tinh tinh, vô tận chiến ý sôi trào, ở trên vùng đất lao nhanh. Ở nó thân thể cao lớn nổi bật hạ, cây cối giống như cỏ mầm vậy nhỏ bé, ở nó bước chân chạy đạp xuống, rối rít tồi hao tổn, kích thích ngút trời bụi mù. Phía tây, tràn đầy sương mù ao đầm gian, có một đầu rưỡi đội ngũ quái vật, tay cầm trường thương, thân súng đại bàng đầy địa ngục phù văn, cả người vậy quanh quẩn từng luồng cửu u hơi thở, ở hư không gian chạy cướp mà qua. Phía bắc, bình nguyên bát ngát trên, một đầu Phật quang sáng chói, khí thế cuồn cuộn kim bằng, ngồi gió phù diêu, thẳng trên 9 tầng trời, to lớn rực cánh dương ra, che khuất bầu trời, hơi thở đặc biệt khủng bố. Cái này 4 con dị thú, cơ hồ là nháy mắt tức thì, liền xuyên qua trùng trùng hư không, hạ xuống ở nữ hoàng thiên cung bên trong. Thiên Hoàng Địa Lão, tới. Nữ hoàng cho đòi gặp, Thiên Hoàng Địa Lão, nhất định có xảy ra chuyện lớn. Không biết là đại sự gì, lại muốn Thiên Hoàng Địa Lão, rời núi. Nữ hoàng thiên cung bên trong, rất nhiều thị vệ, rất nhiều đệ tử, nhìn 4 con dị thú khoáng đạt bóng người, đều là thấp giọng nghị luận. Cái này 4 con dị thú, theo thứ tự là Tiên đạo, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Võ đạo, Hoang Cổ Đế Tiêu, Ma đạo, Địa Tàng Vô Kỵ, Phật đạo, Lão Phật Kim Bằng. 4 thú hợp xưng Thiên Hoàng Địa Lão. Ở thời đại thượng cổ, Diệp Thần kiếp trước vào Huyền Cơ Nguyệt, lấy tự thân máu tươi xương tủy là vật liệu, lại dung hợp luân hồi hơi thở, vận mệnh hơi thở, chế tạo ra liền cái này 4 con dị thú, gọi chi là Thiên Hoàng Địa Lão. Thiên Hoàng Địa Lão 4 thú, phân biệt đại biểu Tiên đạo, Võ đạo, Ma đạo, Phật đạo, là hai người lĩnh ngộ thủy nguyên bí ẩn, truy cứu tu luyện cuối cùng tiết tử. Quan trọng hơn, cái này 4 con dị thú, vẫn là hai người thủ hộ linh, có thể chống đỡ tâm ma tập kích. Tâm ma, là ký túc ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa ung thư. 33 thiên hồng mông cổ pháp, xếp hạng thứ nhất thần thông, kêu lục đạo luân hồi pháp. Đây là luân hồi đứng đầu thuật pháp. Ở lục đạo luân hồi pháp và tử vi số mệnh thuật tới giữa, sống nhờ trước một viên ung thư, viên này ung thư, kêu tâm ma đại chú kiếm. Ai nắm giữ tâm ma đại chú kiếm, ai là có thể nắm giữ chư thiên sinh linh tâm ma nghiệt đếm, chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể để cho nhân tâm ma bùng nổ, vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Không người biết tâm ma đại chú kiếm rơi vào trong tay người nào, có người nói ở Đế Thích Thiên trên tay, nhưng Đế Thích Thiên vẫn không có thừa nhận qua. Cái này tâm ma đại chú kiếm, là chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, đáng sợ nhất ung thư. Là hết thảy tâm ma, hết thảy tội nghiệt, hết thảy nghiệp đếm ngọn nguồn. Người người được mà giết chi. Ở thời đại thượng cổ,
luân hồi đứng đầu và vận mệnh đứng đầu, khổ khổ truy tìm, vậy không tra được tâm ma ung thư chỗ, vì để tránh cho bị tâm ma tập sát, hai người chế tạo thiên hoang địa lão bốn lớn thủ hộ linh, bảo vệ tự thân. Đáng tiếc sau đó tâm ma còn không có xuất hiện, Huyền Cơ Nguyệt liền chu diệt luân hồi đứng đầu, đây là tất cả người cũng không nghĩ tới. Luân hồi đứng đầu tiêu diệt sau đó, thiên hoang địa lão bốn lớn thủ hộ linh vận mệnh, vậy toàn bộ bị Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ, trọn đời không được siêu thoát. Lúc này, thiên tâm kiếm điệp, hoang cổ đế tiêu, địa tàng vô kỵ, lão Phật Kim Bằng, lắc mình một cái, hóa thành hình người, toàn bộ bước vào trong đại điện. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bốn lớn thủ hộ linh quỳ một chân xuống, thanh âm cung kính. Ừ, các ngươi tới đúng dịp, giới vực thành có thiên đại biến cố, ta cần người đi điều tra, các ngươi ai chịu đi? Huyền Cơ Nguyệt nhìn bốn lớn thủ hộ linh, chậm rãi nói. Đi giới vực thành. Nghe vậy, bốn lớn thủ hộ linh chố mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Huyền Cơ Nguyệt nói, bởi vì quy tắc hạn chế cùng với trong bóng tối nhìn chằm chằm ta những tên kia, ta không thể tùy tiện lại phái dưới người đi. Nếu không ắt gặp cắn trả, nhưng các ngươi là thủ hộ thú cưng, coi như phát đi, cắn trả cũng sẽ không quá lớn, dẫu sao ở giới vực thành bên trong, còn có một tòa càn khôn huyền hỏa tháp, bên trong có ta hơi thở, cũng có thể chậm tách ra quy tắc sát thương. Nữ hoàng bệ hạ, nếu như chúng ta rời đi thượng giới, hạ xuống giới vực thành, vậy phải bị quy tắc hạn chế, không phát huy ra toàn bộ thực lực à. Thiên tâm kiếm điệp đứng dậy, thanh âm tiếng càng êm tai, như tiên nữ thiên âm. Một khi bọn họ hạ xuống giới vực thành, thực lực bị hạn chế, rất có thể có rơi xuống nguy hiểm. Tầng này ta biết, các ngươi đi giới vực thành mà nói, tối đa có thể phát huy thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, đúng là có rơi xuống nguy hiểm. Huyền Cơ Nguyệt cũng rất rõ ràng một điểm này, liền nàng phù chiếu, đều bị người đánh rơi, địch nhân thực lực, nhất định là vô cùng cường đại, coi như là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng giới vực thành nhân quả, ta khẩn cấp phải biết, không thể kéo dài được nữa, các ngươi ai chịu đi? Huyền Cơ Nguyệt quét nhìn toàn trường, nếu như bốn lớn thủ hộ linh toàn bộ phát đi, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng làm như vậy, cắn trả quá lớn, nàng không chịu nổi, hơn nữa bốn lớn thủ hộ linh đều xuất hiện, nhất định đưa tới thao thiên ba lan, có thể sẽ kinh động sau lưng người bầy bố cửa. Cho nên, nàng chỉ có thể phái một cái đi xuống. Bốn người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ tu vi không dễ, cũng không ai muốn bất chấp rơi xuống nguy hiểm, đi giới vực thành điều tra nhân quả. Nhưng nữ hoàng mệnh lệnh, bọn họ nhưng cũng không dám vi phạm. Rốt cuộc, hoàng cổ đế tiêu đứng dậy, nói, nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ đi đi, thuộc hạ sở trường võ đạo, da dày thịt thô, coi như đụng phải nguy hiểm, cũng có năng lực tự vệ, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, được, vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Kẻ địch thần thông quảng đại, liền ta phù chiếu cũng bỏ mình, người chỉ điều tra nhân quả, không nên tùy tiện thiệp hiểm. Hoàng cổ đế tiêu nói, thuộc hạ rõ ràng, xoay người ra đại điện. Mà lúc này, giới vực thành, núi hoang đỉnh. Lôi quang cuồn cuộn, tiểu hoàng lột xác sắp tới, thiên địa dị tượng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một cái móng vuốt, đã từ sấm sét kén bên trong phá ra, ác liệt móng tay, như đao kiếm vậy sắc bén. Đúng cái móng vuốt cũng quanh quẩn tầng tầng kim quang, khí thế khoáng đạt, nếu như hắn chân thân toàn bộ phá kén ra, không biết sẽ có lợi hại bực nào. Trời sáng mau quá. Dưới chân núi, Diệp Thần ngắm nhìn phương xa chân trời, trên đường chân trời xuất hiện một màn bong bóng cá trắng, nửa đêm sắp hết, trời sáng mau quá, đến khi trời sáng, chính là tiểu hoàng hoàn toàn lột xác thời điểm. Tí tách. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo sét đánh, phá vỡ chân trời. Hống. Sau đó, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hung mãnh vang khắp lên, hám tâm thần người. Chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn, cả người mọc đầy nhung mao, cặp mắt to lớn, răng như trời kiếm thiên kích, mặt đầy dữ tợn hung ác cự thú, gầm thét từ trên trời hạ xuống. Đây là cái gì? Diệp Thần cặp mắt trợn to, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này con cự thú, thân thể nguy nga khổng lồ, thật là do như núi cao, khí thế kinh trời. Làm người ta vô cùng rung động. Cự thú huyết mạch hơi thở, thuần khiết khoáng đạt, mơ hồ tới giữa, lại có thể ẩn chứa luân hồi và số mệnh hơi thở. Hoàng cổ đế tiêu, đây là ta kiếp trước sáng tạo thủ hộ linh, hoàng cổ đế tiêu. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, trong nháy mắt bắt được nhân quả hơi thở.
Cái này con cự thú, chính là hoang cổ đế tiêu, kiếp trước hắn và Huyền Cơ Nguyệt, liên thủ chế tạo thủ hộ linh. Hoang cổ đế tiêu thân thể, trùng trùng rơi vào trên vùng đất. Nhất thời, đất rung núi chuyển, chung quanh truyền ra kinh khủng động đất, mặt đất một phiến phiến nứt nẻ, đáng sợ hơi thở xa xa truyền ra, tựa hồ thiên địa đều phải thất thủ. Hừ, hỗn độn cảnh bốn tầng thiên, một con kiến hôi. Hoang cổ đế tiêu thấy được Diệp Thần, ánh mắt vô cùng tàn bạo, mang khinh thường và miệt thị, nâng lên một cước, hung hăng đạp xuống. Diệp Thần hình dáng, và luân hồi đứng đầu đặc biệt tương tự. Nhưng hoang cổ đế tiêu, cũng không có nhận ra Diệp Thần. Bởi vì, ở luân hồi đứng đầu chết sau đó, mạng của nó vật, đã bị Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ, liên quan tới luân hồi đứng đầu nhân quả dấu vết, toàn bộ bị lau đi, tự nhiên không nhận ra Diệp Thần hình dáng. Nhìn hoang cổ đế tiêu đạp đồ sộ chân, Diệp Thần nhất thời nghẹt thở. Cái này cự thú, thân thể chân thực quá to lớn, hơi thở chân thực quá kinh khủng, coi như bị quy tắc hạn chế, cũng có thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, nếu như bị nó đạp trúng, sợ rằng cặn bã cũng không biết còn dư lại. Diệp Thần, U Oanh Quỷ Dữ, Ngụy Dĩnh ba người thân thể, đều bị hoang cổ đế tiêu uy thế bao phủ, nó một cước này, sợ là phải cầm ba người nghiền thành máu thịt. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đem U Oanh Quỷ Dữ vứt xuống luân hồi mộ địa bên trong đi, chợt ôm Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại, tung người bay vút lui về phía sau. Hoang cổ đế tiêu một cước đạp, mặt đất nổ tung, đất đá tung tóe, sâu trong lòng đất dung nham mãnh liệt tương, đều bị liền chấn động, từng luồng nham thạch nóng chảy nhô lên đi ra. Ồ, Tuyệt Hàn đế tôn hơi thở, còn có Cực Đạo Thiên đế liễn hơi thở. Hoang cổ đế tiêu thấy Diệp Thần trong ngực Ngụy Dĩnh, ánh mắt nhất thời co rúm một cái. Ngụy Dĩnh vậy mở mắt ra, cảm thụ hoang cổ đế tiêu ánh mắt, nhất thời áp lực ngút trời. Nguyên lai ngươi là Tuyệt Hàn đế tôn người thừa kế, đánh rơi nữ hoàng bệ hạ phù chiếu người, cũng là ngươi phải không? Hoang cổ đế tiêu liếm môi một cái, lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, dám mạo hiểm phạm nữ hoàng, ta muốn ngươi bằng thây vạn đoạn. Dứt lời, nó lông xù tay khổng lồ, đột nhiên dài dò ra, hung hăng phá vỡ hư không, hướng Diệp Thần và Ngụy Dĩnh chộp tới. Ở hạ xuống giới vực thành trước, nó còn lo lắng sẽ chết, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hình dáng, nó nhất thời yên tâm. Một cái hỗn độn cảnh bốn tầng thiên, một cái bị thương hơi thở không yên, ở trước mặt nó, con kiến hôi tồn tại, không có chút nào lực phản kháng. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, lúc này Ngụy Dĩnh, hơi thở còn không có khôi phục, không cách nào gọi ra Cực Đạo Thiên đế liễn, tự nhiên không thể nào là hoang cổ đế tiêu địch thủ. Mà hắn càng không thể nào là địch thủ. Dẫu sao hoang cổ đế tiêu, là thánh tổ cảnh nhất tầng thiên tồn tại, vô cùng lợi hại. Cũng cho ta chết. Hoang cổ đế tiêu móng tay, cơ hồ là ngay lập tức, liền tới sát Diệp Thần và Ngụy Dĩnh trước mặt. Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp vang dội âm tiết, mang cuồn cuộn Phật môn thiên uy, hung hăng chấn động đi ra ngoài. Ồ, lại còn sẽ hồng mông cổ pháp. Hoang cổ đế tiêu có chút kinh ngạc, lỗ tai nhất thời bị Phật âm chấn động, đầu ông tác hưởng, động tác cũng thay đổi được trì trệ rất nhiều. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, ôm Ngụy Dĩnh, tránh thoát nó tập kích. Nếu như là phổ thông dị thú, ở hắn Thiên Long Bát Thần Âm nghiền ép hạ, đã sớm gân cốt vết nứt, hộc máu bị thương nặng. Nhưng cái này hoang cổ đế tiêu, chỉ là được nhẹ chấn động, cũng không có gì đáng ngại. Có thể tưởng tượng được. Con dị thú này có đáng sợ dường nào? Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đó là vượt qua thần đế tồn tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vẫn có chút khó có thể đối phó. Hống! Hoang cổ đế tiêu lại lần nữa gầm thét, cánh tay lộ ra, móng to lần nữa giết ra, ngang nhiên chấn áp Diệp Thần. Diệp Thần cổ họng liền liền phát âm, gân cốt vậy chấn động ra cổ xưa âm tiết, miễn cưỡng và hoang cổ đế tiêu chu toàn, không ngừng né tránh nó tập kích. Tiểu hoàng! Còn không có kết thúc sao? Diệp Thần cắn răng, cho tới bây giờ không cảm thấy ngắn ngủi mấy phút, lại có thể như vậy rất lâu. Mà lúc này, nặng khói trong điện. Tỷ tỷ, Ngụy tỷ đi nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Kỷ Lâm nhìn bầu trời phương xa, dị tượng hơi thở liền liền, không khỏi có chút lo âu. Ngay mới vừa rồi, nàng thậm chí còn nghe được một tiếng kinh thiên động địa thú hống, không biết là cái gì dị thú hạ xuống. Ta xem, Kỷ Tư Thanh đầu ngón tay một chút, từng luồng thần quang ngưng tụ thành một bức phản chiếu,
phản chiếu bên trong, nhưng rõ ràng hiện lên núi hoang bên kia hình ảnh. Một đầu kinh khủng núi tiêu, đang đuổi giết Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Mà Diệp Thần, Ngụy Dĩnh hai người, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể không ngừng né tránh. Diệp Thần lại có thể cũng ở đó bên. Kỷ Tư Thanh một hồi kinh ngạc, nàng nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Thần cũng tới giới vực thành, hơn nữa còn xuất hiện ở bên kia trên núi hoang, xem ra Ngụy Dĩnh mới vừa đánh ra, cũng là và Diệp Thần có liên quan. Tỷ tỷ, Diệp Bức Vương cũng tới. Kỷ Lâm một hồi tò mò, thò đầu nhìn xem trong kính hình ảnh, nhất thời ai yêu một tiếng kêu kêu, nói tỷ tỷ, Diệp Bức Vương thật giống như gặp phải nguy hiểm. Ừ, Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Núi kia tiêu cự thú, có chừng thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, mà xem Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hình dáng, hiển nhiên mới vừa trải qua đại chiến, hơi thở còn không có khôi phục, hoàn toàn không phải núi kia tiêu địch thủ. Thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, đích thực quá đáng sợ, liền liền Kỷ Tư Thanh, vậy không có nắm chắc chiến thắng. Sư huynh, bạn ta gặp phải nguy hiểm, không biết ngươi có thể xuất thủ cứu hay không? Kỷ Tư Thanh thu hồi phản chiếu hình ảnh, đi ra nặng khói ngoài điện, nhìn dựa vào cự kiếm Độ Thanh Phong, hỏi nói. Ban đầu nàng thân nhiễm lửa độc, là Diệp Thần liều mạng cứu giúp. Diệp Thần ân tình, nàng từ đầu đến cuối nhớ trước. Nghĩ đến ban đầu Diệp Thần trị thương cho mình thân thể trần truồng, các loại cờ bay phất phới hình ảnh, từng cái ở trong lòng lướt qua, nàng trong lòng lại là đong đưa, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Sư muội, bạn ngươi gặp nguy hiểm. Ha ha, xen vào việc của người khác, quả nhiên xảy ra vấn đề. Độ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, cũng không biết Kỷ Tư Thanh lúc này trong lòng cờ bay phất phới hình ảnh, chỉ lấy là Kỷ Tư Thanh nói đúng Ngụy Dĩnh. Sư huynh, ngươi có thể xuất thủ hay không? Kỷ Tư Thanh nói. Không thành vấn đề, sư muội phân phó của ngươi, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, đợi ta trở lại. Độ Thanh Phong do dự mấy giây, lưu lại một đạo bùa chú bao phủ toàn bộ nặng khói điện, lúc này nhắc tới cự kiếm, biến dạng hư không, đi phương xa đỉnh núi. Kỷ Tư Thanh thở phào nhẹ nhõm, có Độ Thanh Phong ra tay, muốn đến Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, hẳn không chuyện. Dẫu sao, Độ Thanh Phong thực lực, ngang ngược vô cùng, coi như không thể chém chết núi kia tiêu cự thú, nhưng trở lui toàn thân, hoàn toàn không thành vấn đề. Suy rồi. Ngay lập tức, Độ Thanh Phong biến dạng hư không, chạy tới trên núi hoang. Mà lúc này, Diệp Thần đang ôm Ngụy Dĩnh, hơi có điểm chật vật bên trái chạy bên phải nhô lên, xê dịch né tránh, tránh né hoang cổ đế tiêu tập sát. Ừ. Độ Thanh Phong thấy Diệp Thần ôm Ngụy Dĩnh eo thon, nhất thời lông mày nhướn lên, trong lòng có chút không vui. Người giúp tới. Ngụy Dĩnh chán vui mừng, nhìn Độ Thanh Phong nói, Độ Thanh Phong, mau giết cái này hung thú. Độ Thanh Phong hừ một tiếng, trong lòng mặc dù không vui, nhưng thấy Ngụy Dĩnh gặp nguy hiểm, lập tức vậy không dài dòng, nhắc tới cự kiếm, liền muốn công kích hoang cổ đế tiêu. Nhưng bỗng dưng, hắn thấy rõ Diệp Thần gương mặt. Ừ, ngươi là... Độ Thanh Phong trợn to hai mắt, cả người nhất thời chấn động. Diệp Thần tướng mạo, hắn quả thực quá quen thuộc. Chỉ nhìn một cái, hắn liền có thể khẳng định, Diệp Thần chính là luân hồi đứng đầu. Ngươi là luân hồi đứng đầu. Độ Thanh Phong lạnh như băng mở miệng, ánh mắt vô cùng tức giận. Trước nhất thế, sư muội ta chính là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cái này muôn vàn nhân quả ngọn nguồn, ngươi muốn ta cứu ngươi, tuyệt không thể nào. Độ Thanh Phong hừ lạnh cả người, trực tiếp thu hồi cự kiếm, vậy không xuất thủ nữa, căm hận dưới, thậm chí liền Ngụy Dĩnh đều không cứu. Phịch! Hoang cổ đế tiêu một móng vuốt xiết tới, Diệp Thần vội vàng né tránh. Tuy khó khăn lắm né tránh, nhưng bị sức lực gió biến dạng, gò má nhất thời xuất hiện vết máu, gân cốt vậy truyền tới to lớn áp lực. Người này là ai? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đánh giá Độ Thanh Phong. Người sau hơi thở, ngang ngược vô cùng, nếu như hắn chịu ra tay, mình cũng sẽ không chật vật như vậy. Là Kỷ Tư Thanh sư huynh, kêu Độ Thanh Phong. Ngụy Dĩnh trả lời. Hắn là Tư Thanh sư huynh. Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới Kỷ Tư Thanh nguyên lai còn có một cái sư huynh. Đối phương biết hắn là luân hồi đứng đầu, tựa hồ rất là tức giận, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý. Ngao! Mà hoang cổ đế tiêu, liền ngay cả công kích không dưới, vậy phát hung tính, ngửa mặt lên trời gầm thét, hai cánh tay đều xuất hiện, lông xù móng vuốt ngang trời nghiền đè xuống. Nhất thời,
Diệp Thần rơi vào sống chết cảnh, hắn và Ngụy Dĩnh khí cơ hoàn toàn bị Hoang Cổ Đế Tiêu bao phủ, tựa hồ hạ một sát, hai người sẽ bị nghiền thành thịt nát. Cái tên đáng chết này. Ngụy Dĩnh cắn chặt hàm răng, hung ác trợn mắt nhìn Độ Thanh Phong một mắt, sống chết trước mắt, nhưng là ôm thật chặt Diệp Thần. Ai dám động chủ nhân ta? Ngay tại lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, từ trên đỉnh núi truyền tới. Tiểu Hoàng phá kén ra, mang kinh khủng ác mộng hơi thở, điên cuồng liều chết xung phong xuống. Phương xa chân trời, một vòng ánh sáng mặt trời, từ trên đường chân trời từ từ dâng lên. Sáng chói ánh mặt trời, trải vẩy mặt đất, xua tan hắc ám. Trời đã sáng. Tiểu Hoàng cả người đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ hà thải bên trong, một phiến phiến cổ xưa phù văn xen lẫn, hai tròng mắt bung ra kinh khủng âm dương ác mộng. Vào giờ phút này, hắn khí thế, so với Hoang Cổ Đế Tiêu, không biết lợi hại nhiều ít. Coi như là thượng giới thủ hộ linh, cũng không có hắn như vậy cuồng ngạo, như vậy thô bạo, như vậy uy mãnh. Mơ hồ tới giữa, trên người của hắn, còn tràn ra thủy nguyên hơi thở. Đó là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn. Đó là nguyên hơi thở. Tiểu Hoàng. Diệp Thần thấy Tiểu Hoàng bóng người, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thời khắc này Tiểu Hoàng, hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, gân cốt hoàn toàn lột xác, thực lực thật to tăng vọt, đã có một chút nguyên hơi thở, thần uy vô địch, hung hãn ngút trời. Đây là, thái cổ di chủng, khí tức thật là mạnh. Độ Thanh Phong thấy Tiểu Hoàng uy mãnh hình dáng, cũng là vô cùng khiếp sợ. Tiểu Hoàng khí thế, chân thực cường hãn, tựa hồ muốn nghiền ép toàn bộ sơn hà, hơi thở hoàn toàn vượt qua thần đế, so với thánh tổ cảnh nhất tầng thiên còn lợi hại hơn một chút, đơn giản là coi trời bằng vung. Phịch, Tiểu Hoàng hung hăng đụng, mang vô cùng dã man, vô cùng lực lượng bá đạo, hung hăng đụng vào Hoang Cổ Đế Tiêu trên thân thể. Hoang Cổ Đế Tiêu thân thể cao lớn, ở Tiểu Hoàng đụng hạ, nhất thời cầm nặn không yên, ùng ùng ngã trên đất. Chu vi cả vùng đất cây cối, toàn bộ gãy nhào, núi rừng thành một mảnh phế tích. Tiểu Hoàng, người lột xác thành công. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, Tiểu Hoàng mới vừa đụng, uy thế không kém chút nào cực đạo thiên đế liễn, đơn giản là vô địch. Chủ nhân, ta có thể bảo vệ ngươi. Tiểu Hoàng trong mắt tách thả ra thành tựu xuất sắc, màu đỏ cùng màu xanh âm dương phù văn, mang tí ti lũ lũ khoáng đạt khí thế, không ngừng cổn đáng trước. Hắn tồn tại, tựa hồ là chư thiên vạn giới ác mộng, hết thảy sinh linh, đều phải bò lổm ngổm ở hắn móng vuốt hạ. Thái cổ di chủng. Ngươi trên mình, lại còn có, nguyên, hơi thở. Ta phải chiếm đoạt ngươi, cướp đoạt huyết mạch ngươi. Hoang Cổ Đế Tiêu trợn to hai mắt, không ngừng đánh giá Tiểu Hoàng, ánh mắt tham lam mà nóng rực, từ dưới đất bò dậy, đạp nhịp bước, hung hăng hướng Tiểu Hoàng phóng tới. Hừ, thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Gà vườn chó đất, chỉ bằng ngươi, cũng xứng ở diện tiền bổn tọa càn rỡ. Tiểu Hoàng mắt lạnh liếc Hoang Cổ Đế Tiêu, một mắt xem thấu người sau lai lịch. Tuy nói Hoang Cổ Đế Tiêu thực lực chân chính, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, nó lúc này chỉ có thể phát huy thánh tổ cảnh nhất tầng thiên mà thôi, hoàn toàn không phải Tiểu Hoàng địch thủ. Tiểu Hoàng một móng vuốt cuồng đánh ra, từng luồng âm dương ác mộng hơi thở, điên cuồng chấn động, trực kích Hoang Cổ Đế Tiêu. Cự tượng chấn thiên sức lực. Hoang Cổ Đế Tiêu thấy vậy, liền liền gầm thét, phát ra từng cơn hồng mông ma âm. Thì có một đầu viễn cổ con voi to hư ảnh, từ sau lưng nó nổi lên, thật dài phình động mạch chủ, cuộn sạch mưa gió, phát ra tiếng gào chát chúa. Hô! Ở cự tượng chấn thiên sức lực bơm vào hạ, Hoang Cổ Đế Tiêu vung ra đồ sộ quyền, hung hăng liều chết xung phong ra. Chút tài mọn, phá cho ta. Tiểu Hoàng nghiêm nghị không sợ, một móng vuốt nghiền ép tới, bành một tiếng, chỉ nhất kích, liền nghiền nát Hoang Cổ Đế Tiêu khí thế. Vậy cự tượng hư ảnh, ngay tức thì tán loạn. Mà Hoang Cổ Đế Tiêu, ở to lớn dưới sự xung kích, liên tiếp lui về phía sau, ùng ùng đổ xuống đất. Ngươi hơi thở, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Hoang Cổ Đế Tiêu trong mắt, vậy lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, nó không chỉ là bị đánh bại, liền tinh thần đều bị ác mộng hơi thở chấn nhiếp, tâm thần vô cùng kinh hãi. Bồn tọa cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Tiểu Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng ác liệt, móng vuốt lăng không xé đánh tiếp, đạo đạo chảo mang như đao kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền đem Hoang Cổ Đế Tiêu bằng thây vạn đoạn,
đánh thành thịt nát. Hắn rất rõ ràng, hoàng cổ đế tiêu huyết mạch thực lực, vô cùng cường đại, nếu như bị nó đột phá quy tắc hạn chế, phát huy toàn bộ thực lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn không thể nào ngăn lại. Cho nên, phải lấy thủ đoạn lôi đình, chu diệt lão này, mới khá giải quyết hậu hoạn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. T. Nhìn tiểu hoàng như vậy thô bạo, bén nhọn như vậy, quả quyết như vậy hình dáng, Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Độ Thanh Phong ba người, đều là hít một hơi khí lạnh. Nếu như ta không nhìn lầm, đầu này núi tiêu, hẳn là trong truyền thuyết hoang cổ đế tiêu, là luân hồi đứng đầu và vận mệnh đứng đầu, liên thủ tạo hóa thủ hộ linh, chu diệt này cùng thủ hộ linh thú, không có tính người, bốc lên độc thiên uy, người sẽ không sợ trời phạt. Độ Thanh Phong khoanh tay, nhìn tiểu hoàng nói. Trời phạt, thiên có thượng giới, bổn tọa đều phải dẫm ở dưới chân, sợ gì trời phạt. Tiểu hoàng hừ một tiếng, nhưng gặp hoang cổ đế tiêu sau khi chết, từng luồng tinh thuần huyết khí bay lên. Hắn há mồm một nuốt, đem hoang cổ đế tiêu máu tươi, toàn bộ cắn nuốt. Ung ung, động trời hơi thở chập chờn, từ tiểu hoàng trên mình nổ tung ra. Cắn nuốt hoang cổ đế tiêu máu tươi, trong thời gian ngắn, hắn mặc dù không có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng mượn hoang cổ đế tiêu huyết mạch linh khí, hắn hơi thở lại lần nữa bạo tăng, đã đạt tới coi trời bằng vung bước. Thấy một màn này, Diệp Thần vui sướng không dứt. Trước nhất thế, thiên hoàng địa lão không có hết sức bảo vệ chức trách, trơ mắt nhìn hắn bị huyền cơ nguyệt chu diệt. Cái này nhất thế, hắn đã không cần thiên hoàng địa lão bảo vệ, chúng không có tư cách. Chỉ có tiểu hoàng, mới là hắn duy nhất, chân chính thủ hộ linh. Trong sâu thẳm. Diệp Thần tựa hồ xem đến cuối cùng nhân quả. Không chỉ là hoang cổ đế tiêu, còn có thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vô kỵ, lão Phật kim bằng, cuối cùng đều phải bị tiểu hoàng chiếm đoạt. Đến lúc đó, tiểu hoàng lực lượng, tuyệt đối muốn nghịch thiên vô địch. Có tiểu hoàng bảo vệ, hắn không cần lại lo lắng bỏ mình. Kết thúc chiến đấu. Ngụy Dĩnh trợn mắt nhìn Độ Thanh Phong, nói, vì sao mới vừa không ra tay. Mới vừa rồi. Nàng và Diệp Thần thiếu chút nữa bị hoang cổ đế tiêu giết chết, Độ Thanh Phong rõ ràng có năng lực xuất thủ cứu viện, nhưng lại mắt lạnh bên cạnh xem để cho nàng đặc biệt tức giận. Ha ha, tên này là luân hồi đứng đầu chuyển thế, sư muội ta kiếp trước, chính là bởi vì hắn mà chết, ta làm sao có thể cứu hắn. Độ Thanh Phong dựa vào cự kiếm, lạnh lùng nói. Vậy ta cũng không cứu, ngươi muốn xem ta chết. Ngụy Dĩnh ánh mắt sắc bén, nói. Nghe vậy, Độ Thanh Phong nhất thời im miệng, dừng một chút, nói, được rồi, không cùng ngươi ồn ào, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, được chưa? Liếc mắt nhìn về Diệp Thần, lạnh lùng nói, thằng nhóc, cái này nhất thế, ngươi cách sư muội ta xa một chút, đừng nữa hại chết nàng. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần cười, nói, ngươi có biết hay không, ta và Kỷ Tư Thanh quan hệ. Ta bỏ mặc ngươi quan hệ thế nào, dù sao cái này nhất thế. Ngươi nếu như dám đến gần sư muội ta, ta một kiếm giết ngươi. Độ Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, rút ra cự kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thần. Càn rỡ, dám uy hiếp chủ nhân ta. Diệp Thần còn không có trả lời, tiểu hoàng nhưng là điên cuồng hét lên một tiếng, một móng vuốt hung hăng đánh ra, phịch đích một tiếng, chỉ nhất kích, liền đánh bay Độ Thanh Phong cự kiếm. Ngươi, Độ Thanh Phong ánh mắt chợt biến, cũng không nghĩ tới tiểu hoàng sẽ xuất thủ. Cảm thụ tiểu hoàng ngập trời hơi thở, hắn sắc mặt cũng là rất khó xem. Nếu như động tới tay, hắn tuyệt đối không phải tiểu hoàng địch thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chính là biến mất ở tại chỗ. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, không cần phải tiếp tục ở chỗ này. Bảo vệ Kỷ Tư Thanh mới là hắn trách nhiệm. Diệp Thần gặp Độ Thanh Phong rời đi, khẽ nhíu mày, vừa định hỏi cô gái thần bí Kỷ Tư Thanh tung tích, nhưng là phát hiện đối phương lần nữa biến mất. Không nói mà biệt. Tiểu hoàng nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, chủ nhân, đừng xem, nàng liền thì không muốn để cho ngươi biết nàng thân phận. Đúng rồi chủ nhân, ta có thể phải ở luân hồi mộ địa bế quan một hồi, ta phải thật tốt hấp thu hoang cổ đế tiêu hết thảy, vậy là chúng ta bước lên thiên đạo cung làm chuẩn bị. Diệp Thần gật đầu một cái, đem tiểu hoàng trực tiếp thu hồi luân hồi mộ địa, hắn thở ra một ngụm chọc khí, ngay tại lúc này. Dị biến nổi lên. Thương huyền lệnh dị động. Vậy vùng u tuyệt, muốn mở ra. Thuộc về hắn cơ duyên tới. Hủy diệt tôn sư nhưng mà nắm trong tay hủy diệt mộ đạo vạn năm tồn tại à. Hắn cấp tốc hướng một phương hướng đi.
hắn ở đi vùng U Tuyệt trước, phải mang theo một người. Hoang cổ đế tiêu bỏ mình. Mà lúc này, thượng giới nữ hoàng thiên cung, trong đại điện. Huyền Cơ Nguyệt thân thể chấn động, mặt đầy kinh hãi dị, cơ hồ không dám tin tưởng. Ở trong một cái chớp mắt này, nàng rõ ràng cảm nhận được, hoang cổ đế tiêu vận mệnh hơi thở, đã hoàn toàn tiêu tán, tan thành mây khói, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cái gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy rung động, lấy là mình nghe lầm. Tính một chút thời gian, dường như hoang cổ đế tiêu hạ xuống đi xuống, mới ngắn ngủi mấy phút à? Chẳng lẽ liền mấy phút thời gian, nó đã chết? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng chố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói bởi vì quy tắc hạn chế, hoang cổ đế tiêu không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cũng có thánh tổ cảnh nhất tầng thiên khí thế, hơn nữa nó tinh thông võ đạo chiến ý, gân cốt khỏe mạnh, da thịt kiên cố, làm sao có thể như thế dễ dàng chết. Coi như không đánh lại, chẳng lẽ liền chạy vậy chạy không thoát sao? Đối phương thực lực, tuyệt đối xa xa nghiền ép nó, là ta khinh thường. Huyền Cơ Nguyệt xoay người lại, thở thật dài một tiếng, cảm thấy vô cùng trống rỗng. Ở to lớn sau khi hết khiếp sợ, nàng ngược lại là tỉnh táo lại, bắt đầu suy tính khoảng thời gian này kế hoạch. Từ Hạ Nhược Tuyết luyện hóa luân hồi tinh diễm bắt đầu, nàng phái Tuyền Cơ đi điều tra, thẳng đến uế đất phân thân chết, phù chiếu bị kích hủy, đến hiện tại hoang cổ đế tiêu bị giết, cái này liên tiếp đánh bại, để cho nàng sâu sắc phản tư. Là ta quá lơ là, kế hoạch không đủ cẩn thận, đưa đến liên tiếp đánh bại. Huyền Cơ Nguyệt hơi có điểm như đưa đám thở dài, mặt đầy mệt mỏi. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng nghe, cũng không dám lên tiếng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, cao cao tại thượng nữ hoàng, lại có thể thành khẩn thừa nhận mình sai lầm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Các ngươi đều lui ra đi, ở Hạ Nhược Tuyết không có bị nắm lên ngày trước, không cần có bất kỳ động tác. Huyền Cơ Nguyệt phân phó, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng là hoàn toàn tỉnh táo, không có đầy đủ tình báo, qua loa phái người hạ giới, căn bản không sẽ có kết quả tốt. Mọi việc mưu định sau động, chỉ có trưởng nắm đủ tin tức, mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, sẽ không khắp nơi bị người chế cùi trỏ. Ừ, Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng lui xuống, mơ hồ tới giữa, bọn họ cảm thấy nữ hoàng lột xác. Trước kia Huyền Cơ Nguyệt, không thể nhất thế, ngạo thị hết thảy, tư thái quá mức cuồng ngạo, ngược lại dễ dàng bị nhục, nhưng giờ phút này, Huyền Cơ Nguyệt đã đổi được bình tĩnh trầm ổn, tất cả mũi nhọn đều ẩn giấu, không có tùy tiện phóng thích. Nhưng ba người biết, một khi Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn phóng thích, tuyệt đối muốn long trời lở đất, đến lúc đó, cũng là bọn họ thời điểm xuất thủ, là phúc hay họa, thực khó khăn dự liệu. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần mang Dương Tử Hân đi tới không giới lâm. Dương Tử Hân khá là tò mò nhìn chung quanh hết thảy, nói, ngươi nhất định phải mở ra. Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện cái này không giới trong rừng có không thiếu võ giả. Mấu chốt thực lực đều không yếu. Trong phút chốc, vậy u huyền khí lạnh tràn ngập đúng phiến không giới lâm, một khắc sau không giới trong rừng mọi người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền đi tới một mảnh thiên địa khác bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu lên, chỉ gặp giờ phút này, mình chính thân chỗ một vùng thung lũng bên trong, màu xanh nhạt u huyền khí lạnh, ở trong cốc bồng bềnh, bầu trời phơi bày quỷ dị màu tím bầm, một vòng thanh dương treo cao không trung, đem cái này vùng u tuyệt mạ lên một tầng thanh huy. Mà đứng ở Diệp Thần bên cạnh Dương Tử Hân, giờ phút này đang mở một đôi sáng rỡ mắt đẹp, thần thái sáng láng đánh giá chung quanh hết thảy, trong mắt tựa như tràn đầy vô hạn tò mò. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, vậy hủy diệt chí tôn ngôi mộ nơi ở nơi nào? Huyền Hàn Ngọc hơi phân biệt phương hướng một chút, mở miệng nói, đi đông một mực đi tới trước, chắc có một nơi hàn đàm. Hủy diệt tôn sư liền táng tại vậy hàn đàm bên trong. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua vẻ nóng như lửa, nếu như lấy được cái này hủy diệt chí tôn truyền thừa, thực lực lại phải có cực lớn tăng trưởng chứ. Lúc này, Diệp Thần thân hình trước mắt, liền đi tới đang hứng thú bừng bừng hái vùng u tuyệt bên trong nơi sinh trưởng nào đó loại không biết tên hoa cỏ Dương Tử Hân bên người, đem hắn kéo, liền hướng đông phương cực nhanh lao đi. Có thể vào thời khắc này, một đạo như chuông lớn vậy,
vô cùng âm thanh trầm mạnh, đột nhiên ở toàn bộ vùng U Tuyệt nhộn nhạo mở. Thanh âm kia nghe tới, là một người đàn ông trung niên, đang lấy một loại không thể không vâng lời giọng, ra lệnh, ta là giới vực thành lãnh mỗi gia chủ, hiện tại, mệnh lệnh ta tất cả tiến vào cái này vùng U Tuyệt ở giữa võ giả, trong vòng một canh giờ, đến ta nơi tới bái kiến bổn tôn. Người trái lệnh, giết không tha. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vùng U Tuyệt bên trong, tất cả thiên thần cảnh võ giả nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều là giới vực thành cường giả, lúc nào bị người như vậy hô tới quát lui qua. Huống chi, cái này lãnh mỗi gia chủ, lúc này tìm bọn họ đi trước bái kiến, mới có thể có chuyện tốt. Có thể, phải nói không đi lại có mấy người dám. Đây chính là lãnh gia à. Danh tự này, ở giới vực thành chính là thực lực cùng kinh khủng tượng trưng. Bất quá, nói cho cùng giới vực thành lãnh gia, cũng chỉ là lãnh gia tách ra thôi, lực uy hiếp có hạn. Trong chốc lát, không ít người đều là mặt hiện do dự vẻ, mà một ít ngày thần cảnh hậu kỳ cùng với đỉnh cấp vực ngoại cường giả, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt khá là khinh thường. Một nơi bao la đồi núi trước, lãnh cốc cùng với lãnh gia tách ra một đám cung phụng, đang đứng ở chỗ này, giờ phút này, những thứ này ở giới vực thành khu vực, xưng hùng vạn năm bá chủ, từng cái nhưng đều là ngoan ngoãn, thần sắc vô cùng cung kính đối mặt với một người khí chất bất phàm người đàn ông trung niên. Vậy người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là Lý Từ. Lãnh cốc thì lễ nói, Lý chấp sự, đã giữ ngài nói, phân phó, bất quá, lần này tới vùng U Tuyệt trong võ giả, không thiếu một ít gia thế không tầm thường cường giả, sợ rằng chưa chắc sẽ nghe theo ở ra lệnh. Không nghe. Lý Từ trong mắt bên trong, hàn mang chớp mắt nói, ha ha, lãnh gia cho dù chỉ là tách ra, cũng là không người nào có thể không vâng lời tồn tại, nếu có người, thật như vậy không biết sống chết nói, bổn tôn không ngại ra tay, để cho bọn họ rõ ràng cái này danh hiệu phân lược, tuyệt không phải bọn họ những con kiến hôi này, có thể chống lại. Lãnh cốc các người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Lãnh gia người trong tộc, thật là thủ đoạn à. Cái này Lý Từ đối với mình lãnh gia chấp sự thân phận, có thể nói là vô cùng đồng ý, thậm chí đều phải vượt qua lãnh cốc mình à. Lãnh cốc nhìn Lý Từ, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, mặc dù hắn không dám nói ra miệng, nhưng, vẫn là ở đáy lòng thầm nói, người trong tộc người, thật là nuôi một cái chó giỏi à. Một cái thực lực cường đại, trung thành, thậm chí là đối với lãnh gia, gần như cuồng nhiệt si mê chó giỏi. Kia người chủ nhân sẽ không muốn một cái như vậy chó đâu. Đồng thời, lãnh cốc sống lưng bên trên cũng không khỏi được sinh ra thấy lạnh cả người, đem một cái xem Lý Từ như thế cường đại võ giả, chăm sóc huấn luyện thành như vậy, bản người nhà thủ đoạn có đáng sợ dường nào. Vậy mạnh hơn Đế Uyên Điện điện chủ lại có đáng sợ dường nào. Một khắc sau, một cổ ngút trời uy thế, bỗng nhiên từ Lý Từ trên mình, bộc phát ra, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Nguyên bản tâm tư dị biệt lãnh gia tách ra mọi người, trong nháy mắt chính là sắc mặt trắng bệch, không có chút nào sức đề kháng sụi lơ trên đất. Khủng bố! Quá khủng bố! Lãnh cốc các người, ánh mắt run rẩy nhìn Lý Từ, bọn họ đã đối với Lý Từ mạnh mẽ làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể giờ khắc này, vẫn bị rung động đến thần hồn cũng mất đi, máu muốn té chảy à. Lần này, lãnh gia tách ra tiến vào vùng U Tuyệt võ giả. Có thể không có một cái là thiên thần cảnh hậu kỳ trở xuống tồn tại à. Nhưng, bọn họ đối mặt Lý Từ hơi thở, chỉ là hơi thở, chính là giống như hài nhi mới vừa ra đời vậy, bị gắt gao trấn áp à. Thậm chí, bọn họ cảm giác Lý Từ nếu là muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là trong nhất niệm mà thôi. Mà cảm giác giống nhau, vậy xuất hiện ở vùng U Tuyệt bên trong, vậy hơn 10.000 võ giả trên mình. Bọn họ từng cái mồ hôi lạnh cuồng lưu, phảng phất gặp ngoài bầu trời ma thần vậy, ban đầu những cái kia còn mặt lộ vẻ một chút vẻ khinh thường võ giả, giờ phút này, nhưng là hù được sắc mặt xanh mét, tâm thần cơ hồ đều muốn sụp đổ à. Đây là Lý Từ thanh âm, vang lên bên tai mọi người nói, đã nói qua, người trái lệnh, giết không tha. Ở lãnh gia trước mặt, các ngươi đều có thể làm, chỉ có tuân theo. Hắn giọng, vô cùng là bình thản, có thể cái này bình thản tiếng nói, nhưng ở hơi thở kia tôn lên dưới. Có giống như thần chỉ giống vậy uy thế. Đưa cho dư mọi người chấn nhiếp, là lãnh cốc dù sao cũng lần à. Hoàn toàn không thể so sánh. Tại sao? Bởi vì, bọn họ đều biết đây không phải là thuộc về thiên thần cảnh hậu kỳ hơi thở.
Cái này Lý Từ, lại là một người thánh tổ cảnh tồn tại à? Trong nháy mắt, toàn bộ vùng U Tuyệt vạn chúng võ giả, ra đầu đều cơ hồ nổ tung. Nếu như sớm biết, có thánh tổ cảnh cường giả đích thân hạ xuống cái này vùng U Tuyệt, bọn họ chết cũng sẽ không tiến vào à? Thậm chí, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi, mình bị người đùa bỡn. Vậy vùng U Tuyệt, có đại cơ duyên hiện thế tin tức, rất có thể chính là lãnh gia tận lực thả ra à? Nhưng, dù vậy thì phải làm thế nào đây? Bọn họ còn dám đi tìm lãnh gia tính sổ không được. Những thứ này nguyên bản mang trong lòng chí lớn, vô cùng kiêu ngạo, cũng ngóng nhìn có thể ở trong bí cảnh đoạt được cơ duyên, một bước lên trời các võ giả, giờ phút này, mỗi một người đều giống như là xương đánh quả cả vậy, buồn bã hướng lãnh cốc cùng Lý Tử thanh âm truyền tới đi về phía. Lý Tử thả ra hơi thở sau đó, lại vậy không có một người, dám sinh xảy ra cái gì không theo ý nghĩ. Dĩ nhiên, phải nói ngoại lệ, cũng có ngoại lệ, cái này ngoại lệ chính là Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần mặc dù không có hướng lãnh cốc chỗ ở phương hướng đi, nhưng hắn sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng, hắn nguyên vốn cho là, lãnh gia coi như tiến vào cái này vùng U Tuyệt, cũng chỉ là tách ra người thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại tới một đáng sợ như vậy tồn tại. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, người này nơi tới, đúng lúc là vậy Hàn Đàm lối vào. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như muốn tiến vào hủy diệt chí tôn ngôi mộ, phải từ lãnh cốc cùng trước mặt người thông qua. Dương Tử Hân mặt đẹp một phiến tái mét, chặt chẽ ôm Diệp Thần cánh tay, mặc dù Dương Tử Hân có Dương gia gia chủ căn nguyên chi khí hộ thể, chưa đến nỗi xem lãnh cốc các người như vậy không chịu nổi. Nhưng, Dương gia mặc dù không thiếu thánh tổ cảnh tồn tại, có thể bình thường thì có ai dám hướng Dương Tử Hân như vậy không chút kiêng kỵ thả ra hơi thở. Trong chốc lát, Dương Tử Hân cũng là bị chấn nhiếp được không nhẹ. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, hiện tại chúng ta làm thế nào? Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, trong mắt, chợt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, đi qua. Cái gì? Cái này hai chữ, nhưng là cầm Dương Tử Hân, hù được hoa dung thất sắc. Diệp Thần, nhưng mà trước đây không lâu chém giết lãnh gia tách ra lãnh bình à, hiện tại lại phải tự chui đầu vào lưới. Dương Tử Hân biết Diệp Thần rất mạnh, rất yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng là thánh tổ cảnh tồn tại đối thủ chứ. Đây chính là ở tự tìm cái chết à. Nàng lập tức lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dương Tử Hân hai tròng mắt nói, Dương cô nương, chuyến này, nhưng là vô cùng là hung hiểm, nhưng Diệp mỗ có không thể không đi lý do, trước, ta đã đáp ứng ngươi, ở nơi này trong bí cảnh, bảo vệ ngươi an toàn. Có thể bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không cách nào làm được, xin ngươi hãy đem thương huyền lệnh mượn ta dùng một chút, cũng không muốn theo ta cùng chung đi trước. Cái này bí cảnh mặc dù còn chưa tới lần nữa mở ra thời điểm, nhưng, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể đưa ngươi rời đi. Hắn như thế nói là vì Dương Tử Hân tốt, hắn biết, lãnh mình chết, lãnh gia muốn tra mà nói, rất có thể sẽ tra được Dương Tử Hân trên mình, nếu như ra cái này bí cảnh, lấy Dương gia mạnh mẽ. Dương Tử Hân tự nhiên không sợ, có thể ở nơi này trong bí cảnh, không có Diệp Thần bảo vệ dưới tình huống, nhưng còn chưa muốn ở lâu tốt. Còn như cái này vùng U Tuyệt phách không gian chướng, lấy hôm nay Diệp Thần đối với hủy diệt mộ đạo nắm giữ, đủ để nhất kích mà phá, đưa Dương Tử Hân đi ra ngoài, một chút vấn đề cũng không có. Đối mặt cái này thánh tổ cảnh cường giả, liền Diệp Thần cũng không có lòng tin có thể sống sót, hắn không muốn liên lụy Dương Tử Hân, đi theo mình cùng chết. Dương Tử Hân khẽ cúi đầu, mắt đẹp bên trong đan vào phức tạp tâm trạng. Lý trí nói cho nàng hẳn rời đi, Diệp Thần nói rất có lý, như vậy mới là cách làm an toàn nhất. Còn như Diệp Thần muốn tìm chết, đó là Diệp Thần chuyện mình. Diệp Thần mặc dù cứu nàng, nhưng hai người dẫu sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng thôi, hơn nữa, mình nếu là đem thương huyền lệnh giao cho Diệp Thần, cũng coi là thường lại Diệp Thần ân tình, hai không thiếu nợ nhau. Về tình về lý, nàng cũng hẳn rời đi mới được. Có thể, Dương Tử Hân trong lòng, giờ phút này nhưng không khỏi sinh ra một cổ vô hình chán nản. Bởi vì Diệp Thần không muốn để cho mình cùng ở hắn bên người mà chán nản. Càng làm cho nàng tức giận phải, nếu Diệp Thần có biện pháp rời đi, nên cùng nhau rời đi à. Nàng không biết cái này vùng U Tuyệt bên trong có cái gì đối với Diệp Thần như vậy trọng yếu, có thể trọng yếu đi nữa mới có thể có mạng trọng yếu sao. Dương Tử Hân không nhịn được ngẩng đầu một cái,
nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Thần khẽ kêu nói, Diệp Thần, ta biết ngươi rất kiêu ngạo, nhưng mà, kiêu ngạo và lỗ mãng, là có khác biệt. Nếu ngươi biết trong này hung hiểm, tại sao còn muốn tiến về trước? Lấy ngươi thiên phú võ đạo, chỉ cần có thể sống sót, tương lai, luôn sẽ có quật khởi một ngày, tại sao hiện tại nhưng muốn bắt mệnh đi liều mạng? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất ngu. Vừa nói, Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong, lại là mơ hồ hòa hợp ra một hồi hơi nước, lệ quang lập lòe. Nàng cực kỳ khí, cái này nhìn như đối với chuyện gì cũng một bộ thái độ đạm mạc nam tử, nhưng lại giống như là cái này thế gian nhất người cố chấp đến, làm người ta đau lòng bước. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần gương mặt, lấy gần như cầu khẩn giọng hỏi, theo ta cùng đi, có được hay không? Dương Tử Hân không biết, mình tại sao sẽ nói ra như vậy một phen tới, tại sao có như vậy giọng, có thể nàng rõ ràng nàng chẳng muốn mình ân nhân cứu mạng chết, nàng chẳng muốn ở giữa đất trời này, lại cũng không có một cái tên là Diệp Thần nam tử tồn tại. Diệp Thần nghe vậy, hơi ngạc nhiên nhìn Dương Tử Hân, nàng không nghĩ tới Dương Tử Hân sẽ như thế tức giận, thậm chí mắng dậy tự mình làm. Nhưng, Diệp Thần nhìn Dương Tử Hân ánh mắt cũng không do được nhu hòa một phần, nàng biết, Dương Tử Hân cái này vực ngoại đại tiểu thư là thật quan tâm mình. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng vẫn lắc đầu, không chút do dự lắc đầu. Dương Tử Hân sững sốt một chút, nàng không rõ ràng, tại sao, rốt cuộc tại sao. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta không thể lui, bởi vì, còn có rất nhiều người ở chờ ta. Diệp Thần giọng rất nhạt, có thể vậy đôi vô cùng kiên định trong mắt, nhưng rung động Dương Tử Hân tâm linh. Rất nhiều người ở cùng hắn. Dương Tử Hân nghe được cái hiểu cái không, nhưng, cho dù là nàng, vậy có thể cảm nhận được trong lời này sức nặng. Ở Diệp Thần ánh mắt kia bức thị dưới, Dương Tử Hân lại là không tự chủ được lấy ra vậy cái thương huyền lệnh. Diệp Thần nhận lấy thương huyền lệnh nói, cảm ơn. Tiếp theo, hắn xoay người nắm sát kiếm, khí tức hủy diệt, kích động ra, kiếm quang tàn phá, ngay tức thì đem vùng u tuyệt không gian biến dạng, hình thành một đạo ánh sáng tím lưu chuyển vết nứt không gian. Diệp Thần đưa lưng về phía Dương Tử Hân, ánh mắt chớp động. Hắn hồi nào không biết, làm như vậy rất hung hiểm. Có thể, hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể vào? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể cứu trăm vị đại năng? Hắn hiện tại nếu như lui, Thiên Cơ đạo nhân lại nên làm cái gì? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào mới có thể cùng bạn mình, người phụ nữ gặp nhau? Hắn hiện tại nếu như lui, lúc nào, mới có thể tiến về trước. Hắn trên vai trách nhiệm, quá nhiều, cũng quá nặng, cho nên, Diệp Thần không thể lui. Liền một bước, cũng không được. Có lúc, người đàn ông sở dĩ không muốn buông tha, cho dù bể đầu chảy máu, cũng phải cầm mệnh đi liều mạng, cũng không phải là vì chính bọn họ, mà là vì phía sau bọn họ người, mà là vì bọn họ gánh chịu trách nhiệm. Mà Diệp Thần không thể nghi ngờ là người đàn ông bên trong người đàn ông, đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Diệp Thần nói, tốt lắm, Tím Hân, người phải đi, ta cũng nên đi. Dương Tử Hân nhìn Diệp Thần hình bóng, nàng đột nhiên có loại cảm giác, cái này biệt ly, chính là lại cũng không gặp, kiềm chế thật lâu nước mắt, rốt cuộc đoạt khuôn ra. Một hồi gió từ bên cạnh hai người phất qua, phảng phất than thở, Diệp Thần hít sâu một hơi, thân hình cùng nhau, thì phải hướng vậy Hàn Đàm đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên không nhúc nhích. Bởi vì, Dương Tử Hân kéo lại hắn quần áo một góc. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía Dương Tử Hân ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Thần, ta quyết định, ta cũng phải đi, thật giống như trong sâu thẳm có nào đó loại nhân quả. Hai người đối mặt hồi lâu, nhìn Dương Tử Hân trong mắt bên trong kiên quyết cùng thư thái, Diệp Thần rốt cuộc vẫn gật đầu một cái, hắn biết Dương Tử Hân là nghiêm túc. Diệp Thần nói, cầm ngươi đồ, ta đã đáp ứng ngươi, ở nơi này vùng u tuyệt, bảo ngươi bình an. Chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không để cho người bất kỳ, đụng ngươi một sợi tóc. Dương Tử Hân cười một tiếng, Diệp Thần giọng một như thường lệ bình thản, nhưng lại để cho nàng, có loại vô hình tin cậy. Hai người quanh thân linh khí rung động, liền hướng đông phương bước đi. Giờ phút này, một tòa đồi núi bên trên. Lý Tử mắt nhìn xuống vậy từng cái vốn khí thế bừng bừng, giờ phút này, nhưng giống như phát run con kiến hôi giống vậy thiên thần cảnh võ đạo cường giả, trên mặt không khỏi được lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Ở trước người của hắn, đã tụ tập không thiếu tu võ người, vùng u tuyệt cũng không lớn, những thứ này tu võ người,
rất nhanh liền đi tới Lý Tử, Lãnh Cốc các người chỗ chỗ, bọn họ cũng đang chờ trước mắt tên này chúa tể bọn họ vận mạng cường giả mở miệng. Có thể Lý Tử nhưng là đôi mắt híp lại, từ đầu đến cuối duy trì yên lặng. Tại sao? Bởi vì, hai tiếng, còn chưa tới. Đồng thời, ở hắn cảm ứng bên trong, cái này đồi núi ra còn có hai đạo hơi thở tồn tại. Nói cách khác, còn có hai người, còn chưa đạt tới nơi này. Cho nên, hắn ở các loại, chờ giết người. Nhưng vào lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong, bỗng nhiên xuất hiện liền hai đạo thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng cái này đồi núi tiếp theo. Tới, Lý Tử hừ lạnh một tiếng, có chút không thú vị. Hắn vốn còn muốn tới cái giết gà dọa khỉ. Thoáng qua, hai người kia, liền đi tới cái này đồi núi trước, mọi người, vậy rốt cuộc thấy rõ cái này hai người. Có thể cái này vừa thấy, toàn bộ đồi núi, nhưng đều tựa như hơi chấn động một chút. Trong mắt của mọi người, đều mang kinh ngạc vẻ. Người đến, một nam một nữ, nam thần sắc lãnh đạm, nữ đẹp như thiên tiên. Cái này hai người, dĩ nhiên là Diệp Thần cùng Dương Tử Hân. Mọi người sở dĩ khiếp sợ, một, là bởi vì là Diệp Thần tu vi. Hỗn độn cảnh tu vi, lại có thể chống cự được cái này vùng u tuyệt u huyền khí lạnh. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có chút căn cơ kém một chút thiên thần cảnh tồn tại, cũng chưa chắc làm được à. Mà thiên thần cảnh cùng không thiên thần cảnh, thể chất hoàn toàn là khác biệt một trời. Có thể Diệp Thần không những không có bất kỳ bị thương dấu vết, ngược lại, nhìn như so mọi người ở đây, cũng ung dung hơn vậy. Thứ hai, chính là bởi vì Dương Tử Hân dung mạo. Dương Tử Hân, thật đẹp. Giới vực thành, cho tới bây giờ không thiếu người đẹp, có thể Dương Tử Hân cho dù ở những người đẹp này bên trong, đều là kinh vi thiên nhân tồn tại à. Gần như hoàn mỹ không tì vết. Liền liền Lý Tử, giờ phút này đều là kinh hãi. Nhưng hắn khiếp sợ nguyên nhân, nhưng cùng người khác không cùng, mà là bởi vì, hắn nhận ra Diệp Thần. Cái đó, đến từ cấp thấp thần quốc, hư lãnh ra chuyện tốt, thậm chí, còn cự tuyệt lãnh ra mời, không thể tha thứ tiểu tử. Là ngươi, Diệp Thần. Trong nháy mắt, Lý Tử trên gương mặt, cơ hồ đều muốn ngưng kết ra hàn băng, lửa giận sôi trào, cả người thánh tổ cảnh hơi thở, xu hướng tại cuồng bạo. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chính là cái này trên đời, nhất người đáng chết. Thằng nhóc này là lãnh gia điểm nhơ, phải từ trên cái thế giới này lao tiêu. Diệp Thần đối mặt Lý Tử vậy cực kỳ sợ hãi hơi thở, nhưng là mặt không đổi sắc, ngược lại vô cùng là khiêu khích cười một tiếng nói, làm sao? Lãnh gia chó, hộ chủ nóng lòng, thấy được bổn công tử, không nhịn được kêu lên. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không thèm để ý, hắn có tiểu hoàng. Tiểu hoàng cụ thể cái gì tu vi không biết, nhưng tuyệt đối không kém gì đối phương. Nháy mắt, cái này vùng u tuyệt, giống như tiến vào băng hà thời kỳ. Tất cả người, cũng là một bộ sắp chết thần sắc, nhìn Diệp Thần. Cái này hỗn độn cảnh tiểu tử, là muốn điên, muốn nghịch thiên A. Lại, dám như vậy giễu cợt, khiêu khích lãnh ra người trong tộc phái tới thánh tổ cảnh trí cường. Tự tìm cái chết, cũng phải có cái hạn độ đi. Lý Tử con ngươi, ngay tức thì đỏ thấm, giống như ngâm ở máu cái bình bên trong vạn năm, mới vừa lấy ra giống vậy đỏ thấm. Giận dữ, nhập ma vậy giận dữ. Lý Tử đời người, nhất nghe không phải một câu nói, Diệp Thần nói ra. Hắn từ trước đến giờ lấy mình thân là lãnh gia chấp sự thân phận mà kiêu ngạo, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là người khác nói hắn là lãnh gia chó à. Biển máu vậy sát ý, gào thét ra. Toàn bộ vùng u tuyệt, đều ở đây Lý Tử vậy tách thả ra ra khí tức kinh khủng bên trong, điên cuồng run rẩy, thiên địa cũng biến sắc. Vậy vạn chúng võ giả, mỗi một người đều là ở Lý Tử hơi thở đánh vào dưới hộc máu. Thậm chí, một ít tu vi hơi yếu võ giả, liền trực tiếp lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Liền liền Diệp Thần, nhìn vậy gần như phong ma Lý Tử đều là thần sắc khẽ biến. Thời khắc này Lý Tử mang cho hắn cảm giác bị áp bách, cơ hồ đều không có ở đây độ thanh phong dưới. Diệp Thần chợt câu thông luân hồi mộ địa tiểu hoàng. Nhưng phát hiện tiểu hoàng giống như ngủ. Quanh thân phù văn lưu chuyển. Đáng chết. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, tiểu hoàng nói muốn ở luân hồi mộ địa bế quan. Hiện tại tự nhiên không thể mượn tiểu hoàng lực lượng. Cổ dương lực lượng thời gian ngắn cũng không thể mượn. Thái cổ đan tôn thành tựu đan tôn. Cũng không khả năng đối kháng người này. Dưới mắt, chỉ có thể dựa vào mình.
Thằng nhóc, đối phó này nhóm cường giả, nhất định phải toàn lực, đúng rồi, tử tiêu thạch linh lực sẽ có nhất định tác dụng. Trong đầu đột nhiên truyền tới kiếm hồn huyền hàn ngọc thanh âm. Được, ta rõ ràng. Trừ tiểu hoàng và luân hồi mộ địa, Diệp Thần còn có một cái cậy vào. Đó chính là kiếm hồn huyền hàn ngọc. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên dương ra cổ họng, phát ra liên tiếp hồng mông cổ âm. Úm, bá, ni, ba, mị, mờ u, ô, ba. Tám cái kinh chữ thiên phù, ở trong hư không lưỡng lở ra. Pháp hoa mất đi thiên kết giới, vậy vần quanh mở. Không chỉ như vậy, một cổ yêu khí kinh thiên, đột nhiên từ trong cơ thể nổ phóng lên cao. Phần huyết quyết, trình độ cao nhất xa chuyển, phá thiên lực, điên cuồng phun trào, kiếm hồn hơi thở từ sát kiếm lãnh phong bên trên, dạo rực ra, diệt thiên kiếm quyết thi triển, hủy diệt mộ đạo kèm theo. Đối mặt Lý Tử, hắn không thể có một tia một hào nương tay. Mấu chốt hồng mông cổ pháp có thể còn chưa đủ. Đối phương nhưng mà thánh tổ cảnh sơ kỳ. Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện còn chưa hoàn toàn luyện hóa tử tiêu thạch. Rắc rắc, tử tiêu thạch vỡ vụn. Vô số linh khí vần quanh. Có chút nhức nhối. Nhưng, trừ hồng mông cổ pháp, Diệp Thần chỗ dựa lớn nhất còn có vô cùng tinh thuần tử tiêu thạch linh khí. Có nó, Diệp Thần mới miễn cưỡng có một chút ở Lý Tử dưới sự công kích, trèo chống có thể. Một khắc sau, Diệp Thần cùng Lý Tử đồng thời động. Lý Tử trong tay, xuất hiện một chuôi chiều rộng miệng kiếm bảng to, toàn thân tối tam xích phảng phất dính vào vô tận vết máu vậy. Chuôi này kiếm bảng to, huyết khí lững lờ, yêu dị cực kỳ, phủ một cầm ra đúng là làm cái này vùng u tuyệt không gian, cũng hơi nhăn nhó. Chuôi này kiếm bảng to, bất ngờ là một chuôi không kém gì đạo khí tồn tại. Lý Tử trong tay chuôi này vũ khí, mặc dù không bằng khỏe hẳn sát kiếm, nhưng mạnh mẽ, vậy không thể khinh thường. Huyết sắc kia kiếm bảng to, nhìn như vô cùng nặng nề, ở Lý Tử trong tay, nhưng giống như lông vũ vậy nhẹ nhàng, như gió lốc lớn ở giữa lá rơi vậy cuồng vũ đứng lên, màu máu kiếm khi nháy mắt tức thì liền xâm nhiễm liền toàn bộ vùng u tuyệt, nguyên bản vậy phân bố các nơi u huyền khí lạnh, lại là ở kiếm khí này bên trong, nhanh chóng tan rã đứng lên. Lý Tử quát lên một tiếng lớn, vô cùng sát huyết linh kiếm. Màu máu kiếm khí, cuộn sạch bát hoang. Giống như hóa thành từ một phương biển máu, cùng với muôn vàn nhuốm máu lợi kiếm tạo thành thế giới, hướng Diệp Thần, chấn áp xuống. Kinh khủng kia kiếm ý, chỉ là tiết lộ ra từng tia, sẽ để cho tại chỗ thiên thần cảnh võ giả, đều có một loại thần hồn làm mất đi sợ hãi. Nhưng, so kiếm ý, hơn nữa làm mọi người sợ hãi, nhưng là máu kia khí. Cái này được giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra đậm đà như vậy huyết sát hà. Cho dù ở võ đạo thế giới bên trong, mạng người như cỏ rác, có thể, cũng có cái hạn độ chứ. Bọn họ có thể khẳng định, chết ở Lý Tử trong tay người, cũng đã không phải là 100.000, triệu loại cấp bậc này. Hơn trăm triệu, đó là hơn trăm triệu sinh linh à. Giết người ma vương bên trong giết người ma vương. Coi như là những thứ này, trong tay dính liền vô số máu tươi võ giả, đều cảm thấy một hồi da đầu tê dại, vậy mùi máu tanh gai mũi. Cùng với mơ hồ vang vọng ở trong tai thê lương kêu rên, đều cho bọn họ một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Cái này Lý Tử là chân tránh người điên à. Tất cả mọi người đều không khỏi hướng Diệp Thần nhìn, mặc dù bọn họ lý trí nói cho bọn họ, Diệp Thần sẽ chết, sẽ bị một kiếm này triệt để nghiền ép, sẽ biến thành cuồn cuộn huyết sát bên trong một phần chia, rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Có thể, bọn họ vẫn là không nhịn được hướng Diệp Thần nhìn. So với Lý Tử, bọn họ càng hy vọng Diệp Thần có thể sống được, có thể chém giết cái này biến thái giống vậy ác ma à. Nếu không, cho dù cái này Lý Tử, ngay tức thì đem bọn họ giết hết, bọn họ cũng là một chút cũng không ngoài ý liệu. Lý Tử xuất kiếm đồng thời, Diệp Thần vậy ra tay. Thiên Long bát thần âm và pháp hoa mất đi thiên hối tụ toàn thân, chân võ ý dâng trào, ngăn cản máu kia sát kiếm ý đối với thần hồn ăn mòn, cuồn cuộn linh lực điên cuồng bơm vào nhập sát kiếm bên trong. Khí tức hủy diệt bỗng nhiên một thịnh. Nhưng Diệp Thần vẫn là cảm giác ngũ tạng lục phủ bị lực lượng nào đó đánh xuyên. Hắn không chịu nổi. Hiện tại hắn có thể vô cùng là miễn cưỡng chiến thiên thần cảnh 9 tầng trời, nhưng thánh tổ cảnh vẫn là chênh lệch quá xa. Ngay tại Diệp Thần cảm giác thân thể muốn biến dạng lúc đó, sát kiếm bên trong bộc phát ra một đạo quen thuộc hơi thở. Đó là kiếm hồn lực lượng. Kiếm hồn ra tay. Thằng nhóc,
ta trạng thái bây giờ không thể phóng thích toàn lực, chỉ có thể giúp ngươi chống lại một hai, nhưng ngươi vẫn là sẽ thất bại, ngươi làm thật là thống khổ chuẩn bị. Kiếm hồn thanh âm vang lên. Một khắc sau, kinh thiên kiếm ý, vô biên tàn phá, mơ hồ lại là cùng Lý Tử kiếm ý địa vị ngang nhau. Mà kiếm kia ý bên trong, nhưng là tràn ngập làm người sợ hãi hủy diệt chập chờn. Nguyên bản, trong lòng cơ hồ không ôm bất kỳ kỳ vọng mọi người, giờ khắc này trong mắt nhưng đều là hiện lên vô cùng rung động ánh sáng. Làm sao có thể? Một cái hỗn độn cảnh bốn tầng thiên tồn tại làm sao có thể thi triển ra một kiếm kinh khủng như vậy à? Hơn nữa, trong đó, còn hàm chứa hủy diệt mộ đạo hơi thở. Bọn họ không biết Diệp Thần là như thế nào làm được, cũng không có dư lực đi suy tư. Bọn họ chỉ biết là, Diệp Thần một kiếm này rất mạnh. Muôn vàn võ giả không một không có ở đây cầu nguyện. Cầu nguyện, Diệp Thần một kiếm này có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng Lý Tử. Lạnh thấu xương kiếm ý, giống như trời đông giá rét vậy, ở vùng u tuyệt hạ xuống, tản ra chói mắt lãnh mang, cùng máu kia sát kiếm khí, ầm ầm đụng nhau. Rắc rắc sát, một hồi miệng thủy tinh nứt ra vậy tiếng vang, ở trong tai mọi người hiện lên. Đó là hư không bể tan tành thanh âm. Vô số đạo đen nhánh vết rách, tại không gian bên trong, giống như mạng nhện vậy lan tràn. Hai người một kích này, gần như đem toàn bộ vùng u tuyệt vách không gian chướng, cũng đánh xuyên à. Một khắc sau, huyết quang kích động, hàn mang mãnh liệt, vô tận đánh vào, ở đó bể tan tành trong hư không đan vào. Lý Tử vậy máu đỏ trong mắt, bỗng nhiên co rúm một cái, mơ hồ lại là hơi lui liền nửa bước. Hắn trong mắt cũng không khỏi toát ra lau một cái kinh dị. Diệp Thần một kiếm này, vì sao đột nhiên có này cùng lực lượng? Thật là không có thể tưởng tượng. Mọi người thấy một màn này, ánh mắt đều là sáng lên. Có thể, cùng lúc đó, vậy đạo nhìn như có thể hủy thiên diệt địa, mở ra kỷ nguyên giống vậy băng lãnh kiếm mang, ở huyết sát kiếm khí ăn mòn dưới, nhưng là, tiêu tán. Đó là Diệp Thần kiếm mang. Nháy mắt, Diệp Thần thân thể, liền bị vậy giống như vô biên sông máu giống vậy kiếm sát hoàn toàn chiếm đoạt. À! Một tiếng vô cùng là gào thống khổ. Từ huyết sát bên trong bộc phát ra, chỉ là nghe, mọi người liền có thể cảm nhận được như vậy thân thể bị một tấc tấc cắt trình độ cao nhất thống khổ. Lý Tử trên mặt, hiện ra vẻ lạnh như băng, tàn khốc nụ cười. Diệp Thần kiếm quang, ở một chớp mắt kia quả thật rất quỷ dị mạnh, hai người nếu như cùng cấp tồn tại nói, mình hẳn sẽ bị mà Diệp Thần trong nháy mắt giết chứ. Ha ha, bất quá, vậy thì có ích lợi gì đâu. Hủy diệt mộ đạo mạnh hơn nữa. Ngươi hồng mông cổ pháp gia trì, kiếm pháp của ngươi mạnh hơn nữa, ngươi võ đạo mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì đâu. Thánh tổ cảnh, chính là một đạo vĩnh viễn, không cách nào vượt qua hồng câu. Lý Tử khinh miệt cười một tiếng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất nghịch thiên, nhưng đắc tội người lãnh gia, đều phải chết. Không biết qua bao lâu, huyết sắc kia kiếm sát, rốt cuộc tiêu tán, đồi núi trước khi vô số võ giả, mỗi một người đều cúi đầu, không đành lòng lại xem. Cái đó hỗn độn cảnh tiểu tử, hiện tại, phỏng đoán liền cặn bã cũng không còn chứ. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi nhưng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bọn họ ngẩng đầu lên, chỉ gặp nguyên bản Diệp Thần nơi đứng chỗ, quả thật đã không thấy được Diệp Thần thân ảnh, nhưng, lại có một đoàn màu máu sương mù, cũng không có theo kiếm kia sát cùng nhau tiêu tán. Sương mù này là cái gì? Liền liền Lý Tử thấy vậy, đều là khẽ cau mày. Một khắc sau, huyết sắc kia sương mù, bỗng nhiên đông lại một cái, ở mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, lại là dần dần, hóa thành một đạo hình người. Một đạo nhìn như, vô cùng thê thảm hình người. Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đôi tròng mắt, sâu kín nhìn Lý Tử. Thời khắc này hắn, cả người nhuốm máu, trên thân hình, đã bị vô số lớn nhỏ kiếm tổn thương bao trùm. Lý Tử một kiếm kia, quả thật cực mạnh. Cho dù Diệp Thần thi triển sương mù hóa thuật, thiên long bát thần âm, lại có thiên yêu thân thể gia trì, cũng chỉ là xem chịu đựng ở mà thôi. Nhưng, dù vậy, cũng đủ để cho tất cả người, bao gồm Lý Tử, cũng rung động đến không hơn được nữa à. Diệp Thần, lại là dùng thân thể cứng rắn chống được kinh khủng kia một kiếm. Coi như là Lý Tử mình cũng không có lòng tin có thể làm được à. Diệp Thần cường độ thân thể kết quả khủng bố đến hạng bước. Cái này cũng xu hướng tại bất tử bất diệt liền chứ. Càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi phải, vậy vết thương chồng chất,
tàn tạ không chịu nổi thân thể, lại là thật nhanh khôi phục. Thấy một màn này, mọi người chỉ cảm giác được mình óc sắp nổ, bọn họ đã không phân rõ ảo cảnh cùng thực tế. Liên liên Lý Từ, trong chốc lát cũng bởi vì Diệp Thần biểu hiện, mà sống ở tại chỗ, không có tiếp tục ra tay. Mà Diệp Thần lại không có để ý sẽ hết thảy các thứ này, mà là ngưng thần nhập yên tĩnh, tiến vào ta vật lưỡng vong cảnh giới. Hắn ở hiểu, đang điên cuồng hấp thu, cùng Lý Từ giao thủ nhất kích lấy được võ đạo cảm ngộ. Như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng hấp thu trong cơ thể Tử Tiêu Thạch năng lượng, đem chi hóa thành chiến lực. Trong phảng phất, Diệp Thần quanh thân, tản mát ra một loại kỳ diệu ý vận, hắn hơi thở lại là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, cường thịnh đứng lên. Tử Tiêu Thạch năng lượng luyện hóa. Mọi người, trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ quả thật nghe nói qua, thời đại thượng cổ có một cái chủng tộc, mỗi lần chiến đấu rơi vào sát sau khi chết, chiến lực cũng sẽ thành mạnh, thậm chí tăng gấp bội, có thể truyền thuyết dẫu sao là truyền thuyết à. Không có ai đem coi là thật. Cho đến hiện tại, bọn họ lại là thật nhìn thấy màn này, phát hiện ở mình trước mắt à. Diệp Thần bị Lý Từ một kiếm trọng thương sau đó, không chết đã là kỳ tích, có thể hắn không những không có mất đi chiến lực, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong đầu cũng chỗ trống, chỉ còn lại có vô số nghi vấn. Lý Từ đây là vậy chợt tỉnh ngộ lại, hắn con người hung hăng co giúp một cái, thậm chí so mọi người, còn hơn nữa kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì, hắn cảm nhận được, Tử Tiêu Thạch hơi thở. Diệp Thần, lại đem Tử Tiêu Thạch năng lượng luyện vào mình trong cơ thể. Điều này sao có thể? Tử Tiêu Thạch bên trong thuần túy năng lượng, quả thật có căn nguyên tinh thuần. Vạn cổ không tiêu tan đặc tính, có thể đó cũng là muốn ở trực tiếp đem Tử Tiêu Thạch hấp thu dưới tình huống mới sẽ tồn tại à. Có thể vực ngoại thậm chí còn thượng giới, lại có ai có thể trực tiếp hấp thu Tử Tiêu Thạch. Tử Tiêu Thạch xuất xứ từ căn nguyên, là vạn giới chi căn bản, há là như vậy dễ dàng hấp thu. Cho dù lấy lãnh gia thực lực, đều là đem cái này Tử Tiêu Thạch năng lượng tiến hành chế biến, luyện chế là Tử Tiêu Quỳnh Tương lại thêm lấy lợi dụng, dĩ nhiên, làm như vậy. Vậy tương đương với phá hư Tử Tiêu Thạch căn nguyên thuộc tính, căn bản không cách nào phong giấu trong cơ thể à. Phải nói có thể trực tiếp hấp thu Tử Tiêu Thạch tồn tại, vậy cũng chỉ có những cái kia đản sanh vô thượng giới và vực ngoại, có căn nguyên thần lực nghịch thiên chủng tộc à. Mà chủng tộc như vậy, trên đời nhân khẩu bên trong, còn có một cái tên chữ. Cao nhất thần tộc. Truyền thuyết bên trong, chư thiên thần tộc tổ tiên, chính là cái này cao nhất thần tộc. Cao nhất thần tộc mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng. Linh võ đại lục trong truyền thuyết càn khôn thần tộc chính là cao nhất thần tộc bất ngờ lưu lạc nơi này một phần chia. Chỉ tiếc càn khôn thần tộc hoàn toàn biến mất. Nhưng, hết thảy các thứ này lại cùng tiểu tử trước mắt này, có quan hệ thế nào? Thằng nhóc này, luôn không khả năng là cao nhất thần tộc chứ. Cao nhất thần tộc, tại sao gọi là cao nhất? Đó chính là bởi vì, ở nơi này thế gian, cơ hồ, cũng không tìm được hắn bóng người à. Mà mỗi một cái đều là chí cao tồn tại, muốn hủy diệt một cái vị diệt, một cái hô hấp sự việc thôi, Diệp Thần biểu hiện mặc dù nghịch thiên cực kỳ, nhưng cùng cao nhất thần tộc, chênh lệch vẫn là quá lớn quá lớn. Bất quá, dù vậy, một cái có thể luyện hóa Tử Tiêu Thạch, thiên phú võ đạo sợ hãi vô cùng, lại cùng lãnh ra kết thù võ đạo yêu nghiệt, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Nếu không, người này, thật có khả năng uy hiếp được toàn bộ lãnh ra. Lý Từ trong mắt ý định giết người bùng nổ, huyết sát lại xuất hiện, lại là vô cùng kinh khủng một kiếm, ở toàn bộ vùng u tuyệt bên trong, gào thét ra, hướng Diệp Thần, giống như sóng lớn vậy chìm ngập đi. Ước chừng ngàn một phần vạn cái hô hấp sau đó, một kiếm này liền đến Diệp Thần trước người. Căn bản không cho người bất luận phản ứng gì thời gian à. Mà Diệp Thần bên tai vậy vang lên kiếm hồn huyền hàn ngọc thanh âm. Nếu ngươi có thể đang chiến đấu cảm ngộ. Ta cũng hết sức ta có thể đưa ngươi một đạo lễ vật. Diệp Thần, cũng ở đây một cái ngay tức thì mở hai mắt ra. Hắn sau lưng mơ hồ có một cô gái hư ảnh. Đó là Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần vậy đôi nguyên bản vô cùng lãnh đạm trong mắt bên trong, bỗng nhiên thiêu đốt lên ngút trời chiến ý, trong tay sát kiếm, ngay lập tức run run triệu lần, hủy diệt lực ngang dọc, vô số kiếm quang, hóa thành kiếm ý chi biển, nếu như đầy trời lóe lên hàn tinh vậy, cùng máu kia sát kiếm khí. Ầm ầm đụng nhau. Sau lưng Huyền Hàn Ngọc hư ảnh cũng giống như hơi chậm lại. Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Từ,
chiến đấu hiện tại mới chịu chân chính bắt đầu. Chú ý của mọi người lực, hoàn toàn bị kiếm kia kiếm quang sát va chạm hấp dẫn, bầu trời bên trong, biển máu sôi trào, hàn tinh nổ tung, giống như hai cái thế giới, lẫn nhau nghiền ép, trời long đất lỡ, vô cùng rung động, vô cùng sợ hãi. Mạnh, thật mạnh à. Diệp Thần hơi thở, cũng không phải là cái gì phô trương thanh thế, hắn một kiếm này, thật so mới vừa rồi, mạnh hơn à. Một kiếm này, cũng có thể trong nháy mắt giết tại chỗ 90% tồn tại chứ. Đồi núi trước mọi người, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nguyên bổn đã tuyệt vọng trong lòng, khó hiểu xuất hiện vẻ mong đợi. Có lẽ, trước mắt người thanh niên này thật có thể sáng tạo một cái, người trước, kẻ sau không ai bằng kỳ tích đâu. Dẫu sao, Diệp Thần mang cho bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ quá nhiều. Có thể, rất nhanh, đây tuyệt đời một kiếm nhưng là lần nữa tan biến. Diệp Thần thân hình, lại một lần nữa biến mất ở vậy cuồn cuộn kiếm sát bên trong. Lý Tử thấy vậy, nhưng là trong mắt hàn mang một thịnh, hắn hơi điều hòa hơi thở, chính là lần nữa một kiếm chém ra. Cái này, vẫn chưa xong. Một kiếm, tiếp theo một kiếm, lại là một kiếm. Lý Tử trên trán mồ hôi lăn xuống, ngay chớp mắt, liền ước chừng chém ra trên trăm tia máu biển kiếm sát. Toàn bộ vùng U Tuyệt, đều cơ hồ muốn ở nơi này vô biên biển máu bên trong, xu hướng tại hỏng mất. Lý Tử mặt lộ vẻ cười nhạt. Lần này, hắn sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo màu máu bóng người, bỗng nhiên từ kiếm kia sát bên trong, thoát khỏi đi, sát kiếm cuồng vũ, từng đạo tản ra khí tức hủy diệt kiếm quang, điên cuồng hướng cuồn cuộn mà đến huyết sát kiếm khí, đánh đi. Mọi người, lại là trong lòng rét một cái. Diệp Thần mới vừa rồi, đối mặt Lý Tử một kiếm, không phải vô cùng thê thảm sao. Thời khắc này Diệp Thần, mặc dù trước ngực, bắp đùi, sau lưng, cũng trải rộng dữ tợn vết thương, có thể, trạng thái so với trước kia, thật tốt hơn nhiều à. Thậm chí, còn có thể tiếp tục ra tay. Hơn nữa, mỗi một kiếm nhìn như cũng so với trước đó một kiếm kia, mạnh hơn à. Tu vi cũng ở đây leo lên. Diệp Thần không chỉ là lực công kích, tăng lên, liền liền sinh mạng lực thể xác cường độ vân. Vân, đều tăng lên à. Tử Tiêu Thạch, vốn là như vậy nghịch thiên vật. Dĩ nhiên, nếu như võ đạo tu vi không đủ, bỗng nhiên chiếm đoạt những thứ này căn nguyên năng lượng, không chỉ có không cách nào phát huy ra như vậy lực lượng, ngược lại, sẽ đối với bản thân có hại. Ầm vang liên tục, vô số núi cao, đều ở đây hai người thi triển công kích đụng nhau, tản ra dư âm bên trong biến thành bụi bặm, liền liền vậy hơn 10.000 thiên thần cảnh võ giả, đều là không thể không xít sao tương gián, liên thủ chống lên linh khí vòng bảo vệ, mới miễn cưỡng có thể ở nơi này dư âm bên trong sinh tồn. Hai bên chiến đấu tầng thứ, đã sớm vượt ra khỏi mọi người thực lực. Chỉ chốc lát sau, một đạo máu tươi đầm đìa, cả người thiêu đốt u lam hỏa diễm thân thể đứng yên không trung, hơi thở rối loạn, nhìn qua, phảng phất ở vào bên bờ sinh tử vậy. Thân thể này chính là Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần nhìn như, vô cùng thê thảm, có thể tất cả người nhìn hắn, nhưng đều là lộ ra sùng kính cực kỳ thần sắc. Đó là thân là võ giả, đối với cường giả sùng kính. Diệp Thần nhưng mà ước chừng chống đỡ Lý Tử trên trăm kiếm à. Đổi thành một người khác thiên thần cảnh tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Lý Tử thần sắc cũng là hoàn toàn âm trầm xuống, hắn điều hòa hơi thở, hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi, còn có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, bóng người một cái chớp động, liền lần nữa hướng Diệp Thần nhào tới. Mọi người thấy Diệp Thần, biết hắn đã tới cực hạn, trong mắt đều không khỏi được lộ ra thương tiếc. Lấy Diệp Thần thiên phú võ đạo, tương lai thành tựu tuyệt đối xa xa vượt quá thánh tổ cảnh chứ. Có thể hiện tại, đây tuyệt đời yêu nghiệt thì phải ở chỗ này bỏ mình. Vào thời khắc này, Diệp Thần máu tươi kia đầm đìa gương mặt bên trên, lại là lộ ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Vậy ngay tại lúc này, mọi người nhà đồi núi sau đó, một nơi nguyên bản nhìn như, bình thường thạch bích trước, chợt xuất hiện một bóng người kia trong tay, cầm một khối phong cách cổ xưa lệnh bài. Tựa hồ, bỗng nhiên tới giữa, phong cách cổ xưa kia lệnh bài bên trên, bộc phát ra một đạo thương cổ hơi thở, một món lam mang từ lệnh bài bên trên, bắn ra, không vào thạch bích bên trong. Mọi người cảm ứng được vậy thương cổ hơi thở, đều là sững sốt một chút, ngay sau đó quay đầu, hướng núi kia vách đá trước nhìn. Tay kia cầm lệnh bài người, bất ngờ chính là trước cùng Diệp Thần cùng chung xuất hiện cô gái xinh đẹp. Trước,
mọi người bởi vì Diệp Thần cùng Lý Tử đại chiến, cũng bỏ quên người đàn bà này tồn tại, bao gồm Lý Tử mình. Giờ phút này, cô gái này người khoác một kiện toàn thân trong suốt vũ y, vậy vũ y rõ ràng là một kiện vượt qua đạo khí tồn tại, hơn nữa, vẫn là một kiện dùng để giấu giếm hành tích thần vật. Mặc dù lấy Dương Tử Hân tu vi không thể hoàn toàn phát huy ra cái này vũ y uy năng, nhưng, cũng đủ để cho nàng ở chú ý của mọi người lực, bị Diệp Thần cùng Lý Tử hấp dẫn dưới tình huống, im hơi lặng tiếng đi tới nơi này vách núi trước. Lam Mang không có vào vách núi ngay tức thì, nhìn như bình thường không có gì lạ vách núi bên trên, lại là nổi lên một hồi quỷ dị sóng gợn, một hồi khí lạnh, từ trong đó mãnh liệt ra. Một khắc sau, núi kia vách đá giống như bọt nước vậy, hóa thành hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một vũng hàn đàm. Hàn đàm bên trong, u huyền khí lạnh đậm đà được, đều phải hóa thành thực chất. Dương Tử Hân mặt đẹp bên trên, hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên bản, nàng tới chỗ này lúc đó, không có phát hiện Diệp Thần nói hàn đàm chỗ, còn buồn tim không dứt, cũng may có Thương Huyền lệnh chỉ dẫn dưới, nàng rất nhanh liền phát hiện chỗ này vách núi dị thường. Vùng u tuyệt, tồn tại không biết bao lâu, nếu là không có núi này vách đá che giấu, hủy diệt chí tôn ngôi mộ, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Không tốt. Lý Tử thấy vậy, sắc mặt biến đổi, cái này hàn đàm liền hắn cũng không có phát hiện, hắn nơi nào không biết. Đây chính là lãnh gia không tiếc ở nơi này đem hết toàn lực thăm dò căn nguyên linh sơn thời kỳ mấu chốt, cũng phải đem hắn phái nhập vùng u tuyệt nơi muốn tìm địa phương. Vốn là, Lý Tử vậy cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới cái này lãnh gia theo như lời, một vị ở thời đại thượng cổ, sáng lập vô số kỳ tích đại năng ngôi mộ, lại ở bên cạnh mình. Cái này hàn đàm tuyệt không thể để cho người khác đi vào. Trong chốc lát, hắn lại là không để ý Diệp Thần. Trực tiếp xoay người hướng về phía Dương Tử Hân chém ra một kiếm. Kiếm khí mãnh liệt, nguyên bản còn mặt lộ vẻ vui mừng Dương Tử Hân, mặt đẹp bỗng nhiên trắng bệch. Ở đó biển máu kiếm sát trước mặt, dù cho trong tay có vô số bảo vật, cũng là liền một tia một hào sức chống cự, cũng không có à. Liền cả người linh lực, đều không cách nào vận chuyển, thậm chí, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn máu kia sát kiếm khí, chớp động tới. Ngay tại lúc này, một đạo xích ảnh nhất tránh, chợt hướng kiếm kia sát phóng tới, cái này xích ảnh dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Mọi người thấy vậy, đều là con người co rúm lại. Diệp Thần rõ ràng đã ở vào bên bờ sinh tử liền à, lại vẫn chủ động hướng kiếm này sát đi. Lúc này, Diệp Thần cách làm tốt nhất chính là trực tiếp đi vậy hàn đàm bên trong phóng tới đi, như vậy, bởi vì Lý Tử đối với Dương Tử Hân xuất thủ chốc lát trì hoãn, hắn thật có khả năng tiến vào hàn đàm bên trong. Có thể, Diệp Thần nhưng là liền từng tia do dự cũng không có, đạo nghĩa không cho phép chùn bước là Dương Tử Hân chặn lại một kiếm này. Xích Trần Thần Mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Hủy diệt kiếm mang bùng nổ, suy yếu biển máu kiếm sát bộ phận lực lượng, Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy mãnh liệt kiếm khí, hắn thậm chí đều không thể thi triển xương mù hóa thần thông. Chỉ có thể lấy một mấy khu, đem kiếm này sát hoàn toàn chịu đựng xuống à. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy dâng trào trực tiếp đem Diệp Thần chiếm đoạt. Nhưng, vậy dừng ở không trung, không có lại vào một tấc. Đỡ được, thật đỡ được. Diệp Thần lấy mình thân thể không lành lặn, là phụ nữ kia đỡ được một kích chí mạng à. Dương Tử Hân mắt đẹp một phiến mê ly, nước mắt cuồn cuộn xuống, đây là Diệp Thần lần thứ hai, cứu mình. Dương Tử Hân cả đời này, cơ hồ đều ở không buồn không lo hoàn cảnh bên trong vượt qua, nguyên bản. Không biết thương tâm vì vật gì đơn thuần cô gái, giờ phút này, lại đột nhiên hiểu, cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Lòng nàng, bể, màu máu kiếm sát, rốt cuộc tiêu tán. Mà cùng lúc đó, một đạo màu máu bóng người, giống như rơi xuống tinh thần vậy, từ không tế rơi xuống, rơi vào Dương Tử Hân trước người. Giờ phút này, đồi núi trước vô số võ giả, trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Thần còn chưa có chết. Dương Tử Hân chảy nước mắt, ôm trong ngực nam tử, trong mắt tràn đầy tự trách, đau tim vẻ, nhẹ giọng nói, tại sao? Tại sao phải cứu ta? Diệp Thần cười nhạt một cái nói, ta muốn ngươi Thương Huyền lệnh, ta nói qua, chỉ cần ta sống, không người nào có thể tổn thương ngươi một sợi tóc. Cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, giờ phút này cũng đã xu hướng tại sắp chết, có thể, vậy chỉ bị máu tươi nhuộm đỏ tay, nhưng vẫn nắm thật chặt nặng nề sát kiếm. Mọi người thấy vậy. Đều không khỏi được sắc mặt buồn bã.
Cái này lật đổ bọn họ suy nghĩ võ đạo yêu nghiệt, cuối cùng vẫn bại sao? Lý Từ giờ phút này vậy hoàn toàn buông lỏng xuống, Diệp Thần đã mất đi sức đề kháng, bằng vào Dương Tử Hân là không thể nào có cơ hội, ở mình đã chú ý tới nàng dưới tình huống, tiến vào hàn đàm bên trong. Diệp Thần đã lại cũng không có bất kỳ lật bàn khả năng. Hắn ánh mắt lãnh ý nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thần, người hối hận sao? Diệp Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Từ nói, hối hận. Lý Từ khinh thường cười một tiếng nói, à, hiện tại, hối hận đắc tội lãnh gia. Ha ha, người mới vừa rồi, không phải rất cuồng sao? Không phải nói, ta là lãnh gia chó sao? Bây giờ thế nào? Ừ, người nếu như chịu ở ta trước mặt, học chó sủa, sau đó, đồng ý gia nhập lãnh gia, ta nói không chừng, có thể tha ngươi. Lý Từ dĩ nhiên không thể nào thật thả qua Diệp Thần, như vậy gieo họa, tuyệt không thể lưu. Bất quá, chỉ là giết Diệp Thần, Lý Từ tại sao có thể hả giận? Hắn phải thật tốt làm nhục Diệp Thần một phen, để cho hắn biết, người nào mới thật sự là chó. Ai ngờ, Diệp Thần lúc này, lại là tuét miệng cười một tiếng nói, ai nói, ta hối hận đắc tội lãnh gia. Ta hối hận là chỉ mắng ngươi một tiếng lãnh gia chó, cái này hình dạng có chút thật xin lỗi ngươi, dẫu sao, ngươi ở ta đã thấy chó bên trong, vậy gọi là độc nhất vô nhị chó giỏi. Lý Từ nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, chặt chẽ cắn răng, thằng nhóc này đến bây giờ còn không chịu cúi đầu. Lửa giận bên trong, Lý Từ lại vậy không cách nào nhẫn nại, quát lên một tiếng lớn nói, cho ta chết. Hắn khí tức quanh người cùng nhau, thì phải đối với Diệp Thần, chém ra cuối cùng một kiếm. Có thể vào thời khắc này, một đạo xanh biếc ánh sáng rực rỡ, chợt từ Diệp Thần trong cơ thể, bắn ra, rơi vào Lý Từ trước người. Ánh sáng rực rỡ thu liếm, lại là hóa thành hình người. Mọi người thấy vậy, nhưng là sắc mặt biến đổi. Hình người kia, bất ngờ là một cái khác Diệp Thần à. Hơn nữa, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, huyết khí tràn đầy Diệp Thần. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Cái này cái hóa thân. Dĩ nhiên là vậy phân linh thú biến thành. Diệp Thần cắn nuốt rất nhiều tử tiêu thạch năng lượng, đã sớm đem phân linh thú thân thể thành công trọng tố. Cho dù ở vực ngoại, thân ngoại hóa thân, vẫn là như vậy hoàn mỹ thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, cũng là cơ hồ không tồn tại. Vì vậy, không chỉ là những ngày đó thần cảnh võ giả, liền liền Lý Từ đều bị sợ hết hồn. Bất quá, hắn sắc mặt rất nhanh liền băng lạnh xuống. Khinh miệt cười một tiếng nói, bất quá là một cái hóa thân mà thôi, cũng muốn ngăn cản ta. Cho ta diệt. Vừa nói, thì phải đem Diệp Thần phân thân, chém một cái mất. Có thể ngay tại giây phút này, phân linh thú biến thành Diệp Thần, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lý Từ, trong cơ thể nhưng là bỗng nhiên tản mát ra một cổ mất đi, cáu kỉnh chập chờn. Cảm nhận được cổ ba động này ngay tức thì, cho dù là Lý Từ, cũng là không khỏi được tim đập loạn. Không khỏi lại là đánh hơi được một chút sinh tử mùi vị. Cái này chập chờn, mọi người ở đây, cũng rất quen thuộc. Vậy, là tự bạo hơi thở. Hơn nữa, tuyệt không phải giả vờ. Mà là chân chân thiết thiết, một giây kế tiếp liền sẽ bùng nổ tự bạo à. Lý Từ sắc mặt, ngay tức thì vô cùng khó coi, vô số tâm tư, ở trong đầu điên cuồng chuyển động. Nếu như đổi thành những người khác nói, Lý Từ có lòng tin. Ở hắn tự bạo trước, một kiếm đem chém chết. Có thể Diệp Thần phân thân đâu? Phân thân mặc dù thật khó luyện thành, chỉ khi nào thành công sau này, thường thường có thể sao chép chủ nhân bộ phận thực lực, trong đó, tự nhiên vậy bao gồm nghịch thiên kia sinh mệnh lực. Lý Từ mặc dù tin tưởng mình tuyệt đối có thể mất đi cái này cái phân thân, có thể hay không ở hắn hoàn toàn tự bạo trước hoàn toàn mất đi, chính là vấn đề à. Càng mấu chốt chính là, còn con này một cái phân thân tự bạo. Lại có uy hiếp được uy lực của hắn. Thật là khó mà tự tin. Hắn muốn bắt mạng mình đi đánh cuộc không? Cái này vô số ý niệm, nhanh như tia chớp lướt qua Lý Từ trong lòng. Cuối cùng, Lý Từ rốt cuộc vẫn là hừ lạnh một tiếng, buông tha công kích dự định, thân hình một cái chớp động, liền thối lui ra khỏi đếm ngoài ngàn thước. Một khắc sau, ầm một tiếng, kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ vùng U Tuyệt, đều điên cuồng run rẩy. Tựa như thì phải hoàn toàn sụp đổ vậy. Một cổ hủy diệt chập chờn, bỗng nhiên vét sạch Lý Từ cùng phân thân nguyên bản nhà vậy một khối không gian. Diệp Thần thấy Lý Từ rút đi một màn, khẽ mỉm cười, mạnh chống lên thân thể không lành lặn ôm Dương Tử Hân nhảy về phía sau một cái, hai người thân hình liền biến mất ở vậy hàn đàm bên trong.
Mà ở hai người tiến vào Hàn Đàm ngay tức thì, Hàn Đàm bề ngoài nhấc lên một món dao động, không gian biến hóa, lần nữa biến thành vậy mặt bình thường không có gì lạ vách núi. Mà bầu trời bên trong, chính là xuất hiện một cái to lớn hắc động. Tất cả người, đều là rợn cả tóc gáy nhìn cái đó hắc động, nơi đó là Diệp Thần phân thân nguyên bản chỗ chỗ. Cái này phân thân tự bạo, lại là đem một mảnh không gian, cũng hoàn toàn mất đi được liền cặn bã, cũng không còn đi. Uy lực này quá biến thái. Khá tốt, cái này phân thân tự bạo, chỉ là nhằm vào Lý Tử, tương uy lực ngưng tụ ở một phiến bên trong không gian, nếu không, cái này ở trận thiên thần cảnh võ giả, sợ rằng đều phải đang nổ bên trong chết đi. Liền liền Lý Tử, nhìn hắc động kia đều là lòng rung động không dứt, mới vừa rồi nếu là không có lui ra nói, hắn còn thật không có nắm chắc chống cự cái này phân thân tự bạo. Phân linh thú là gần như hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, làm lại Diệp Thần cơ hồ toàn bộ năng lực, trong đó vậy bao gồm hủy diệt mộ đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.